Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 15. Trình Phong cũng là vẻ mặt nghiêm túc, lo lắng nói. Vô thượng cung lập phái không quá trăm năm, cung chủ Mã Thiên Hà cũng mới là tam tinh vũ tông, nếu không phải lai lịch có chút thần bí, tựa hồ cùng một đại phái nào đó ở Bắc Vực có liên hệ, sợ là sớm đã bị người tiêu diệt. Bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải sự việc như thế. Hắn lo lắng nói. Thực lực chân thật của bọn họ, cách xa mặt ngoài biểu hiện a. Hiện tại ta thậm chí hoài nghi, bọn họ có thể là thế lực Bắc Vực phái tới hay không? Sắc mặt của Bách Lý Công Cẩn cũng có chút nghiêm nghị lên, trầm giọng nói. Vì chuyện này, ta nhớ tới năm đó thời điểm Vô Thượng Cung mới vừa thành lập, Hoàng Thất Cung Phụng Viện liền phái người đi Bắc Vực điều tra, nhưng không có kết quả phản hồi. Tin tức duy nhất có giá trị là Vô Thượng Cung cùng Bắc Vực Bắc Minh Huyền Cung tựa hồ có vô số liên hệ. Ban đầu mọi người còn tưởng rằng là Bắc Minh Huyền Cung nhìn chằm chằm Tu Di Sơn, sau đó hơn 100 năm qua lại không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này mới để các thế lực lớn của Hỏa Ô Đế Quốc mở một mắt nhắm một mắt tùy ý nó phát triển. Không sai. Trình Phong trầm giọng nói. Kia là siêu cấp thế lực trên đại lục Bắc Minh Huyền Cung a. Ai dám mạo hiểm đi động hắn? Giờ thì tốt rồi, quả nhiên là có vấn đề. Chỉ là ta không hiểu tại sao Huỳnh Dương gia lại đi trộm bí khố của bọn họ. Này đặt ở bất kỳ một thế lực nào, đều là tuyệt đối không thể khoan dung. Lão hồ ly Huỳnh Dương Nghĩa kia chấp trưởng Huỳnh Dương gia hơn 30 năm, ta đối với hắn cũng có chút hiểu biết nhất định, chắc chắn sẽ không phải là kẻ ngu si như vậy, trong đó chắc chắn có ẩn tình khác. Bách Lý Công Cẩn than thở. Có ẩn tình khác hay không đã không trọng yếu, Huỳnh Dương gia đã triệt để biến thành cho bụi rồi. Chỉ còn có Huỳnh Dương Phục, sợ là sau khi biết sẽ trực tiếp đi Vô Thượng Cung liều mạng. Như vậy cũng tốt, vừa vặn lần thứ hai thăm dò hư thực của Vô Thượng Cung. Huỳnh Dương Phục sợ là đã có thực lực cửu tinh vũ tông đỉnh cao a. Trình Phong lạnh lùng nói. Tu Di Sơn sắp mở ra, các thế lực dục già dục dịch, việc của Huỳnh Dương gia sợ là không có đơn giản như vậy. Tất cả chờ mấy tháng sau mới có thể sáng tỏ. Bách Lý Công Cẩn một bộ suy nghĩ sâu sắc, nhíu mày đăm chiêu, đầy bụng hồ nghi nói. Ta đột nhiên cảm thấy Viêm Vũ Thành này không hiểu ra sao đột nhiên quật khởi, rất không đơn giản a. Bọn họ không chỉ đắc tội Huỳnh Dương gia, Trình gia, Chu gia, hơn nữa còn cùng Vương gia có liên hệ, có người nói ở đấu giá hội, còn cùng Thái tử tranh cướp một phen. Cha cha, Chu gia ở sau đấu giá hội thất lạc ngũ hành đỉnh, sẽ không phải là bọn họ làm ra chứ? Trình Phong cười lạnh nói. Ở trong thế cuộc hỗn loạn này, chỉ có mưu định mà động, mới là thoát thân chi đạo. Viêm Vũ Thành đứng ở trung tâm vòng xoáy như vậy, nếu không phải là một đám ngu si, chính là quân cờ của thế lực lớn nào đó đẩy lên trước đài, dùng để quan sát chiều gió. Mà Viêm Vũ Thành là thành trì phồn hoa nhất của Thiên Thủy Quốc, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bách Lý Công Cẩn nhẹ giọng nói. Có người nói thế lực sau lưng của Viêm Vũ Thành là Vạn Bảo Lâu. Trình Phong lặng lẽ một hồi, trầm tư một lúc lâu mới chậm rãi nói. Chuyện này ta còn cố ý hỏi qua Vạn Bảo Lâu, đối phương cho ra đáp án là phủ định. Nhưng ở trước bước ngoặt này, hư thực khó liệu, bất kể là Bắc Minh Huyền Cung hay là Vạn Bảo Lâu, đều không phải là tồn tại chúng ta trêu nổi. Chỉ có thể yên lặng xem kỳ biến. Hai người một trận thổn thức, lại bắt đầu nghiên cứu thiên địa huyền kỳ. Cùng thời khắc đó, Thượng Dương Thành Chu gia, nhằm vào chuyện Huỳnh Dương gia bị diệt, một đám cao tầng cũng đang thương thảo phân tích. Gia chủ Chu Dương Tiêu ngưng tiếng nói. Vào lúc này xảy ra chuyện lớn như vậy, sợ là dấu hiệu của đại loạn. Hung thủ có thể là Vô Thượng Cung, hoặc là thế lực phía sau cũng khó nói. Chu gia chúng ta quyết không thể cuốn vào trong đó, sự tình Tu Di Sơn, với chuyện của Ngọc Sơn mới là đại sự hạng nhất, vào lúc này tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Một tên trưởng lão tên Chu Sử Cao mày nói. Nhưng mà ngũ hành đỉnh bị cướp, hiện nay vẫn đang tra. Nghe nói có người ở trong tay Viêm Vũ Thành thành chủ gặp qua ngũ hành đỉnh, cũng không biết thực hư. Có nên lại phái người điều tra cụ thể hay không? Trên mặt Chu Dương Tiêu hiện ra một tầng thanh sương nhàn nhạt, vẻ mặt dần lạnh nói. Viêm Vũ Thành thành chủ Lý Vân Tiêu này, chính là người cùng Ngọc Sơn có cá cược kia, tuy rằng hắn có động cơ cướp đỉnh, nhưng không có thực lực này. Ta hoài nghi Lý Vân Tiêu này là con rối của thế lực lớn nào đó đẩy ra, từ cùng Ngọc Sơn đánh cược, đến ngũ hành đỉnh bị cướp, đều là dự mưu có kế hoạch. Vì chính là dẫn Chu gia chúng ta ra tay, sau đó tùy thời mà động. Một trưởng lão khác tên Chu Hưng cả kinh nói.
Sốt cuộc là ai, dám công nhiên khiêu khích chúng ta? Chu Dương Tiêu lãnh đạm nói. Là ai tạm thời còn không biết, nhưng Lý Vân Tiêu này không chỉ đắc tội chúng ta, còn giết Trình gia Trình Phi Kình, Huỳnh Dương gia Huỳnh Dương Kiệt, lại không nói hắn có thực lực này hay không, chỉ là phần can đảm kia, liền không phải một thành chủ phổ thông có thể làm được. Nếu như sau lưng của hắn không có ai, đánh chết ta cũng không tin. Chu Sử cả kinh nói. Chẳng lẽ lần này Huỳnh Dương gia chịu khổ diệt môn cũng cùng Lý Vân Tiêu có quan hệ? Chu Dương Tiêu nhíu chặt lông mày, trầm tư nói. Chuyện này xác thực khó có thể suy đoán, vô thượng cung gây ra độ khả thi càng lớn hơn. Thế nhưng cũng không bài trừ có cái bóng của Lý Vân Tiêu, có khi vô thượng cung cùng Viêm Vũ Thành vốn là một nhóm cũng khó nói. Bây giờ còn có nghe đồn hậu trường của Viêm Vũ Thành là Vạn Bảo Lâu, ta xem khả năng này không lớn. Vạn Bảo Lâu là đệ nhất thương hội ngang dọc đại lục, thế lực không dưới bất kỳ siêu cấp thế lực nào. Nhưng bọn họ không tham dự đại lục phân tranh, tuyệt đối không thể bồi dưỡng thế lực như thế đi ra. Sắc mặt Chu Sử âm hàn, cả giận nói. Đáng giận nhất chính là, Lý Vân Tiêu này dĩ nhiên tham phá bức tranh mà Dương Địch lưu lại, hơn nữa chỉ vì một công chúa tiểu quốc mà đưa cho vương gia. Thật là khí sát ta, tương đương với tiểu tử Ngọc Sơn kia vô duyên vô cớ đưa lợi ích khổng lồ cho vương gia. Nếu không hiện tại chúng ta liền để Thiên Thủy Quốc gã nữ nhân kia cho Ngọc Sơn làm tiểu thiếp, như thế vương gia sẽ thất tín với Lý Vân Tiêu, tự nhiên cũng không chiếm được Dương Địch thừa nhận. Không thể. Chu Dương Tiêu híp mắt, trong con ngươi lướt qua một tia tàn khốc, lạnh lùng nói. Hiện tại hơn phân nửa cao thủ của vương gia mỗi ngày ở phụ cận Chu gia chúng ta lắc lư, hơn trăm đạo thần thức cả ngày ở trong phủ quét tới quét lui. Ngay cả tộc nhân buổi tối cùng lão bà XXX kiên trì mấy giây cũng ở trong tình báo của bọn họ. Hừ, dám trắng trợn dám thì chúng ta như thế, chứng minh bọn họ đã hạ xuống quyết tâm. Một khi có dị động với Tần Như Tuyết, sợ là một giây sau sẽ giết tới cứu người. Hiện tại chính là thời khắc Ngọc Sơn bế quan, ngàn vạn lần không thể sai lầm. Không sai, hơn nữa vương gia chỉ phụ trách bảo vệ nữ nhân kia 3 tháng. Sau 3 tháng... chúng ta liền đẩy nàng ra ngoài muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, đến thời điểm xem Lý Vân Tiêu này có thể làm sao. Chu Hưng cũng cười lạnh nói. Chỉ là việc ngũ hành đỉnh như thế nào cho phải, tiếp tục tra, có thể sẽ dính vào trong nước đục. Nếu không tra, Ngọc Sơn lại như thế nào cho phải. Ngón tay của Chu Dương Tiêu không ngừng đánh mặt bàn, từ tốn nói. Bên Ngọc Sơn kia ta đã tìm 2 đỉnh lô mạnh mẽ quán đỉnh cho hắn. Ngũ hành đỉnh có hay không cũng không đáng kể. Mọi người đều cả kinh, nội tâm thấy lạnh cả người. Cái gọi là đỉnh lô, chính là tìm 2 tên cao thủ hao tổn chân nguyên của mình, mạnh mẽ quán đỉnh tăng cao thực lực cho Chu Ngọc Sơn. Cứ như vậy có thể ngắn hạn được tăng lên to lớn, nhưng loại tăng lên này không chỉ có hạn, hơn nữa sẽ thất thoát một phần rất lớn, có thể có được bao nhiêu liền dựa vào chính mình. Có chút thiên phú quá kém, mặc dù mạnh mẽ quán đỉnh tăng lên một đại cảnh giới. Cuối cùng mình có thể trầm tích ổn định, lại một cấp cũng chưa tới. Hơn nữa loại mạnh mẽ quán đỉnh này, cần tu vi so với đối phương chí ít cao hơn 2 đại cảnh giới mới có thể triển khai. Sau khi sử dụng, chân nguyên của đỉnh lô cũng triệt để báo hỏng, trở thành phế nhân. Bản thân Chu Ngọc Sơn là vũ quân, nếu muốn mạnh mẽ quán đỉnh cho hắn, ít nhất cũng phải vũ tông cường giả. Sức mạnh mạnh mẽ như vậy, một lần điều động 2 người, sau khi quán đỉnh. Bất luận thực lực Chu Ngọc Sơn tăng lên bao nhiêu, 2 tên Vũ Tông Cường giả này cũng triệt để phế bỏ. Vũ Tông Cường giả, ở Nam Vực Thiên Vũ Đại Lục, cũng đã là hào kiệt khai tông lập phái, độc bá nhất phương. Dĩ nhiên vì tăng cao thực lực cho một tiểu bối, mạnh mẽ hao tổn đi, cũng chỉ có tứ đại gia tộc mới có thực lực làm như vậy. Trên mặt Chu Dương Tiêu nhìn không ra bất kỳ ý nghĩ gì, phỏng chừng hắn không có bao nhiêu đau lòng, dù sao cũng là quán đỉnh cho con trai của mình. Sợ là cao hứng còn không kịp đây này. Hắn thản nhiên nói. Nhưng việc này không thể bỏ qua như vậy, cũng không thể bị xa vào. Như vậy đi, phái một tên trưởng lão đi Viêm Vũ Thành cùng Vô Thượng Cung điều tra một hồi, nhớ kỹ ngàn vạn lần không thể ra tay, có bất cứ tin tức gì ngay lập tức trở về báo cáo. Lần này Tu Di Sơn mở ra, so với bất kỳ một lần nào còn muốn nguy hiểm. Mặc dù Chu gia chúng ta có thể truyền thừa ngàn năm không ngã, ngoại trừ thực lực mạnh mẽ ra. Càng trọng yếu hơn chính là cẩn thận, thà rằng bỏ mất 1.000, cũng tuyệt không đi nhầm một bước. 2 vị trưởng lão Chu Sử, Chu Hưng, lần này liền làm phiền các ngươi. Vâng, tộc trưởng. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hai người vội vàng đứng dậy lĩnh mệnh, Chu Dương Tiêu phất phất tay, hai người ở dưới các loại ánh mắt phức tạp của đám người rời đi, hướng về Viêm Vũ Thành cùng Vô Thượng Cung. Lý Vân Tiêu lái chiến xa hướng về Vô Thượng Cung quay một vòng, sau đó lén lút trở về Viêm Vũ Thành. Tiêu Khinh Vương lo lắng nói. Tuy rằng lừa gạt một hồi, nhưng không biết có thể lừa gạt được những thế gia kia hay không. Huỳnh Dương gia càng là có lão tổ ở Tụ Thiên Tông làm trưởng lão, tu vi sâu không lường được, nếu như bị hắn giết đến tận cửa, hậu quả rất đáng lo. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Coi như có thể lừa gạt, cũng chỉ là nhất thời. Nếu không phải Trần Thế Thúc sinh tử, ta cũng sẽ không sớm ra tay với Huỳnh Dương gia như thế. Chư vị cũng không cần lo lắng quá mức, tăng lên thực lực của mình mới là vương đạo. Lần này Huỳnh Dương gia biến thành cho bụi, chỉ ít có thể làm cho những thế gia tự xưng là cao quý kia một chút kinh sợ, Viêm Vũ Thành trong ngắn hạn sẽ không có người quấy nhiễu. Vừa vặn khoảng thời gian này đem tu vi mọi người tăng lên toàn bộ. Sau đó, hắn đem tất cả mọi người sắp xếp vào trong giới thần bi, nhất thời để những tán tu kia triệt để khiếp sợ. Đệ tử không thiền tông tốt xấu gì cũng coi như là có môn có phái, nhưng ở trong không gian độc lập linh khí nồng nặc mấy lần, rộng lớn vô ngần, cũng là kinh sợ không thôi. Các học viên thiên su tổ già Lam học viện càng là chưa từng gặp qua thần dị bực này, từng cái ngây người như phỗng. Năng Phi Trần vẻ mặt hưng phấn, kích động nói. Chẳng trách Viêm Vũ Thành có thể trong thời gian ngắn ngủi quật khởi, nguyên lai có thần vật như thế. Dĩ nhiên là không gian độc lập có linh tính. Vân Thiếu, đẳng cấp huyền khí này không thấp à. Lý Vân Tiêu mỉm cười gật đầu, đâu chỉ là không thấp, thực sự là cuộc đời ít thấy. Hắn khẽ cười nói. Năng Tông Chủ, lúc trước ta đáp ứng điều kiện của ngươi, bây giờ nhìn lại không thành vấn đề chứ. Năng Phi Trần cười to nói. Không thành vấn đề, tuyệt không có vấn đề. Có huyền khí như thế, thêm vào Cửu Long Nhiếp Linh trận cuồn cuộn không ngừng chuyển vận nguyên khí vào. Điều kiện chỉ so với lúc trước hứa hẹn càng tốt hơn. Hơn nữa ta tin tưởng có tài nguyên bực này, Viêm Vũ Thành sớm muộn sẽ trở thành siêu cấp thế lực trong phạm vi Hỏa Ô Đế Quốc. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, không tỏ rõ ý kiến, phạm vi Hỏa Ô Đế Quốc căn bản không vào ánh mắt của hắn. Hắn vung tay lên, nhất thời một trận thanh phong phất qua, mấy ngàn võ giả đều giật mình, dồn dập phục hồi tinh thần lại. Chư vị, từ hôm nay trở đi, bên trong đan tháp này chính là nơi tu luyện của các ngươi. Ta phân chia 4 khối khu vực, nhằm vào nhất nguyên, nhị phân, tam tài, tứ tượng 4 đẳng cấp cảnh giới, phân biệt thiết trí gấp 10 lần trọng lực, gấp 100 lần trọng lực, ngàn lần trọng lực cùng vạn lần trọng lực. Ở khu vực vũ quân tu luyện, không chỉ là vạn lần trọng lực gia thân, còn có kinh hỉ không tưởng tượng nổi chờ các ngươi, kha kha. Chi? Mấy ngàn tên võ giả tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh. Võ sĩ tu luyện gấp 10 lần trọng lực tương đối thích hợp, võ sư gấp 100 lần trọng lực gia thân đã là gánh nặng rất lớn, đại vũ sư thử nghiệm ngàn lần trọng lực hầu như là cực hạn, mà vũ quân đi khu vực vạn lần trọng lực, quả thực chính là muốn chết a. Không những như vậy, còn có kinh hỉ gia thân, đặc biệt những thành viên thiên su tiểu tổ đã nếm thử kinh hỉ kia, từng cái cả người run lập cập. Vẻ mặt của mọi người tất cả đều lạc vào trong mắt Lý Vân Tiêu, hắn lớn tiếng nói. Con đường võ đạo, giống như đi ngược dòng nước, tại sao càng đi về phía sau càng khó đột phá, không phải độ khó gia tăng, mà là các ngươi mài rũa theo không kịp. Trong mắt hắn lóe ra một tia châm biếm miệt thị, cười lạnh nói. Đến đại vũ sư còn đi khu vực gấp 100 lần, đến vũ quân còn đi khu vực ngàn lần trọng lực, ngươi không ngại ngùng nói. Ngươi còn muốn đột phá, ta minh bạch nói cho các ngươi biết, đột phá không được cảnh giới. Là bởi vì các ngươi không đột phá được cực hạn của mình. Mà không phải cái gì tài nguyên không đủ, thiên phú không đủ, hoàn toàn là dũng khí không đủ, nghị lực không đủ, kiên trì không đủ. Ở đây đều là hạng người tu luyện thành công, không có chỗ nào mà không phải là tính cách cứng cỏi. Vừa nghe Lý Vân Tiêu nói, nhất thời giống như, thể hồ quán đỉnh, linh cảm lóe lên. Đúng, sở dĩ thật lâu không có thể đột phá, hoàn toàn là vì mình áp lực không đủ a. Nếu trực tiếp gấp 100 lần ngàn lần gia thân, coi như là không muốn đột phá cũng áp chế không nổi a. Xem ra vẫn là mình chịu khổ không đủ, nhẫn nại không đủ a. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu như băng, lạnh lùng nói. Ta đã từng nói, theo ta, các loại tài nguyên quản no quản đủ. Ở trong đan tháp này, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, đan dược, nguyên thạch, huyền binh, võ kỹ, không thiếu gì cả. Trước khi tu luyện,
mỗi người các ngươi có thể lĩnh đan dược cùng nguyên thạch mà khi mình đột phá cần thiết, ta không có bất kỳ hạn chế, các ngươi muốn lĩnh bao nhiêu thì lĩnh bấy nhiêu, dù coi như ăn cơm ta cũng mặc kệ. Nhưng có một việc các ngươi phải nhớ kỹ, đan dược chỉ có thể phụ tá, không thể hoàn toàn dựa vào. Còn có chính là, tất cả tài nguyên trong đan tháp, chỉ có thể cung cấp cho các ngươi tu luyện dùng. Nếu có người dám lén mang đi ra ngoài, giết không tha. Chi? Lần này không chỉ có hết thảy võ giả chấn kinh, ngay cả bọn người Tiêu Khinh Vương cũng chấn động nói không ra lời. Đan dược cùng nguyên thạch muốn lĩnh bao nhiêu thì lĩnh bấy nhiêu, này ở bất kỳ một thế lực nào trên đại lục, cũng có thể nói là tuyệt đối không thể. Đã như thế, hoàn toàn không cần vì tài nguyên tu luyện mà lo lắng, hết thảy tinh lực có thể hoàn toàn vùi vào tu luyện. Đặc biệt là thành viên Thiên Tuyền Tổ, từng cái xúc động rất lớn. Trước kia bọn họ đều là tán tu, độc lai độc vãng, thiếu thốn nhất chính là tài nguyên tu luyện. Vì một viên đan dược, nửa khối nguyên thạch mà đánh nhau một mất một còn, đó là chuyện thường xảy ra. Như loại cung cấp tài nguyên vô hạn chế này, cảm giác hoàn toàn là đang nằm mơ, từng cái không thể tin tưởng dùng ánh mắt tìm kiếm khẳng định. Năng Phi Trần cũng triệt để kinh ngạc đến ngây người, nếu không Thiền Tông bọn họ có thể xa hoa như thế, cũng sẽ không trăm ngàn năm qua ở Tề Vân Sơn, xem sắc mặt người sống qua ngày. Tiền Đa Đa cũng há hốc mồm nói không ra lời, trước đây hắn cũng sinh ra trong thế lực lớn, tài nguyên gì chưa từng thấy. Ngoại trừ những đan dược cấp 9 kia ra, đã không có đồ vật gì có thể để cho hắn giật mình, nhưng giờ khắc này cũng bị Lý Vân Tiêu bạo tay làm chấn động, nói không ra lời. Này hoàn toàn là tiết tấu muốn nghịch thiên A. Lý Vân Tiêu nhìn từng cái trợn mắt ngoác mồm, đây mới là hiệu quả hắn muốn. Được lượng lớn tài nguyên cùng nguyên thạch của Thiên Nguyên Thương Hội cùng Vạn Bảo Lâu trợ giúp, lại lấy mấy ngàn năm tích trữ của Không Thiền Tông, còn triệt để cướp sạch Vô Thượng Cung. Càng trọng yếu chính là có hơn 10 vị thuật luyện sư Trương Thanh Phàm toàn lực giúp đỡ, dưới cung cấp mạnh mẽ như vậy, mới có thể mở ra loại hình thức vô hạn cung cấp tu luyện này. Dù vậy, hắn cũng rõ ràng loại phương pháp cung cấp này thực thi không quá lâu. Bằng không như vậy xuống, đừng nói đệ nhất thế lực trong phạm vi Hỏa Ô Đế Quốc, coi như là bước lên thế lực hạng nhất của Thiên Vũ Đại Lục cũng là ngay trong tầm tay. Những siêu cấp thế lực trên đại lục kia sở dĩ đáng sợ, ngoại trừ bản thân hiển lộ ra sức chiến đấu mạnh mẽ, còn có mấy ngàn năm thậm chí mấy chục ngàn năm tích lũy vật tư. Chỉ cần bọn họ đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể trong ngắn hạn đem thực lực tông môn tăng lên gấp đôi thậm chí mấy lần, loại ưu thế tài nguyên này không cách nào tính toán, so với sức chiến đấu ở bề ngoài đáng sợ hơn nhiều. Sở dĩ Hóa Thần Hải có thể trở thành tồn tại siêu nhiên thánh vực, cũng là bởi vì nơi đó hội tụ toàn bộ thuật luyện sư ưu tú nhất đại lục, các loại tài nguyên cuồn cuộn không ngừng bị tạo ra, đủ để hấp dẫn võ giả cường đại nhất toàn bộ đại lục đi tới giao dịch. Võ giả tu luyện chủ yếu dựa vào chính là thiên phú cơ duyên, nhưng chút ít siêu cấp thế lực kia, thì lại hoàn toàn dựa vào không ngừng tích lũy xuống các loại tài nguyên. Lý Vân Tiêu vô hạn chế cung cấp tài nguyên, chỉ có thời điểm một môn phái xuất hiện nguy cơ diệt môn, mới sẽ lấy phương thức này. Biện pháp này cầu hắn, chính là khúc nhạc dạo cho Viêm Vũ Thành ở trong ngắn hạn cấp tốc quật khởi. Lý Thuần Dương có chút lo lắng nói. Hao tổn to lớn như vậy, sợ là khó chống đỡ được lâu dài, nếu một khi hao hết tài nguyên, như thế nào cho phải. Hắn là lão tướng mang binh đánh giặc, tự nhiên biết tầm quan trọng của tài vật, đánh trận đánh chính là tiền A. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Số tiền này chúng ta là từ đâu tới, còn không phải chung quanh mượn tiền, chung quanh cướp đoạt đến. Chờ có thực lực, lại đi mượn, đi cướp là được rồi. Hắn nói nhất thời làm cho tất cả mọi người té xỉu, Lý Vân Tiêu nhìn tất cả mọi người, dáng vẻ không để ý lắm, lạnh lùng nói. Các ngươi cho rằng ta nói bậy, những thế lực lớn kia, chiếm giữ Linh Xuyên Đại Mạch, cái nào không phải cướp ra. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng những Linh Xuyên Đại Mạch kia là phân phối theo nhu cầu? Thiết, cạnh tranh sinh tồn, cường giả vi tôn. Tất cả mọi người nhất thời trầm mặc lại, mặc dù nói hơi quá, nhưng xác thực chính là có chuyện như vậy. Dựa vào cái gì những thế lực kia khắp nơi có thể hưởng thụ các loại tài nguyên, mà mình thì phải chạy lang thang chung quanh mới có thể thu được một chút. Vì lẽ đó, tất cả mọi người, cố gắng lên. Tài nguyên là chết, tiêu hao càng nhiều được cũng càng nhiều. Những loại trì trệ không tiến kia, xin lỗi, Viêm Vũ Thành ta không dưỡng phế nhân. Sau khi Lý Vân Tiêu phân phó xong, trực tiếp biến mất, đi tới trong huyệt động dưới Phương Thốn Sơn. Chuyện tiếp theo liền giao cho Năng Phi Trần cùng Hồng Binh,
tất cả mọi chuyện đều sắp xếp thỏa đáng, chỉ cần y theo kế hoạch tiến hành liền có thể. Còn Thiên Xu tiểu tổ nguyên bản quy cho Trần Đại Sinh quản lý, Trần Đại Sinh chết rồi, Lý Vân Tiêu có ý định để Lạc Vân Thường tiếp quản, nhưng bị cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là giao cho y an. Mộng Vũ còn lẳng lặng nằm trong sinh mệnh trận pháp, sinh cơ cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể, cả người nhìn qua thật giống như ngủ say, an tường điềm tĩnh, làm thế nào cũng không hồi tỉnh lại. Lý Vân Tiêu dùng thần thức điều tra một trận, thở dài, tự lẩm bẩm. Dưỡng hồn mộc ở trong tứ hải, do Côn Ngô thần thụ hội tụ lượng lớn tinh nguyên mà thành, chính là báu vật của hải tộc, cũng chỉ có tứ đại vương tộc cùng ba gia mới có thu gom. Ngô khẳng định là không hy vọng, trừ khi ta khôi phục thực lực đỉnh cao kiếp trước, giết vào cướp một lần. Trong con ngươi cẩu hắn lướt qua một tia tàn khốc, nhưng rất nhanh ảm đạm xuống. Khôi phục thực lực đỉnh cao kiếp trước, lại không nói là sự tình năm nào tháng nào, Mộng Vũ không hẳn có thể chống đỡ ngày ấy. Nhìn khuôn mặt non nớt thanh tú kia, ở dưới nguyên khí màu xanh mịt mờ, ôn uyển nhĩ nhã, mang theo một nụ cười nhạt nhòa, trong lòng Lý Vân Tiêu đau xót, quay đầu đi không nỡ nhìn. Hô, hô! Ở ngoài trận pháp, Huyền Lôi Kinh Vân Hống còn trong ngủ say, từ sau khi dùng cửu khiếu phá ách đan liền không có tỉnh lại, nhưng theo mỗi lần hít thở tản mát ra yêu lực càng ngày càng mạnh. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ trán của nó, nhẹ giọng nói. Có thể đột phá hay không? Liền xem vận mệnh của ngươi. Ở trong yêu thú giới có huyết mạch truyền thừa đẳng cấp nghiêm minh, tỷ như Huyền Lôi Kinh Vân Hống là yêu thú cấp 5, như vậy đời này chỉ là yêu thú cấp 5, nhiều nhất hỗn đến cấp 5 đỉnh cao mà thôi. Này chính là vì huyết thống truyền thừa, tuy rằng yêu thú mạnh mẽ, nhưng so với nhân loại lại ít đi hy vọng có thể lên cấp. Nhưng cũng tồn tại một ít tình huống đặc thù, tỷ như dùng thiên tài địa bảo hoặc là phát sinh một chút biến dị, thì lại có thể đột phá huyết mạch cầm cố vốn có, đạt đến đẳng cấp cao hơn. Nhưng tình huống như thế đều là vạn người chưa chắc có một. Khí tức của Huyền Lôi Kinh Vân Hống bây giờ chính là kẹt ở cấp 5 đỉnh cao, mỗi lần hít thở, là đang chậm chậm tụ tập sức mạnh, tựa hồ có cảm giác tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Hả, luồng khí tức này là... Đột nhiên Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, trong con ngươi lướt qua một tia khiếp sợ, tinh mang lóe lên. Cả người trong nháy mắt biến mất khỏi bên người Huyền Lôi Kinh Vân Hống, lập tức thâm nhập đến sâu trong huyệt động. Ở trong một động đá, từng tia khí tức màu xanh lục tràn ngập ra, trên vách tường bốn phía bị ăn mòn bắt đầu tan rã, tỏa ra mùi khó nghe. Ngoá, tiểu tử này dĩ nhiên một lần liền đem trứng ăn sạch. Lý Vân Tiêu mắng một câu, đem nguyên khí nổi quanh thân, hình thành một đạo phòng ngự, đi vào trong động. Cả người Mộng Bạch hiện ra một tầng xanh lục, ngồi xếp bằng ở trung ương. Trên da khắp nơi nhô lên từng cái tiểu phao, bắt đầu mục nát, chất lỏng màu xanh lục từ địa phương thối giữa chảy ra, phát sinh mùi hôi thối. Bên cạnh ném loạn vỏ trứng vỡ vụn, bên trong đã bị hút hết sạch. Không tệ, ăn sống càng có dinh dưỡng. Tác dụng của độc dữ chính là xúc động độc tính trong cơ thể ngươi, chỉ có điều trình độ như thế này đến khi nào mới có thể dung hòa. Sư phụ đi ra ngoài dạo một vòng, coi có thứ gì giúp ngươi hay không. Lý Vân Tiêu cau mày ở trong động đá đi qua đi lại, suy tư một lúc liền trực tiếp ra giới thần bi, một mình hướng Hỏa Ô Đế Quốc mà đi. Chu vi mấy vạn dặm, nơi cung cấp vật liệu tốt nhất, tự nhiên chính là nơi hội tụ thuật luyện sư mạnh nhất trong phạm vi đế quốc, Hỏa Ô Đế Quốc thuật luyện sư công hội. Sau khi Hỏa Ô Đế Quốc trải qua việc Huỳnh Dương gia, hiển nhiên bầu không khí trở nên căng thẳng mà quái dị lên. Lý Vân Tiêu đem thần thức của mình nội liếm, giả dạng thành thế gia công tử du lịch. Như người bình thường tiến vào thành. Trong thành đám người lui tới, một bộ an lành. Lão giả bán khoai lang, công tử ca cầm lồng chim, lão hán cùng tôn nữ ở quán trà làm xiếc, ánh mặt trời chiếu ở trên người tiểu ăn mày lười nhác, tất cả có vẻ bình an như vậy. Có thể, tất cả chính là quá bình thường. Cả Dương Thành chính là nơi võ giả trong phạm vi Hỏa Ô Đế Quốc tập hợp, cao thủ như mây, ở trên đường dĩ nhiên không nhìn thấy một võ giả, tất cả đều là bách tính phổ thông. Ở trong thành chỉ phạm vi ngàn dặm, càng là có vô số đạo thần thức quét tới quét lui, mọi cử động của tất cả mọi người đều bị giám sát. Toàn bộ đế đô tựa hồ tiến vào trạng thái giới nghiêm, các thế lực lớn hết sức thu lại hành vi của mình, rồi lại đem công tác tình báo khai triển đến mức tận cùng. Thiết! Lý Vân Tiêu xem thường cười lạnh một tiếng, thần thức hắn nội liếm, trong phạm vi Hỏa Ô Đế Quốc người có thể nhìn thấu hắn là có, nhưng tuyệt không nằm trong những người phái ra giám sát này. Hắn nghênh ngang hướng về thuật luyện sư công hội mà đi, lại như là một công tử đi cầu đan dược huyền binh vậy.
Hỏa ô đế quốc thuật luyện sư công hội là cấp 3, có tông cấp thuật luyện sư cấp 6 tọa chấn. Thực lực xa xa không phải thiên thủy quốc công hội có thể so sánh. Tại thiên thủy quốc thuật luyện sư công hội, một tên thuật luyện sư cấp 3 đã là tồn tại đỉnh tiêm, nhưng ở đây, chỉ thường thôi. Trên đường không nhìn thấy bất kỳ võ giả nào, ngay cả trước cửa thuật luyện sư công hội cũng có thể giăng lưới bắt chim, tình cờ một hai bóng người ra ra vào vào. Lý Vân Tiêu kinh ngạc đi vào, dĩ nhiên tĩnh không có một âm thanh, nếu không phải nhìn thấy trước đại sảnh có một mỹ nữ đẹp đẽ khiêu gợi đang đăng ký cái gì đó, còn tưởng rằng tiến vào quỷ ốc. Đây là... Lý Vân Tiêu kinh ngạc liếc mắt nhìn trong đại sảnh, nhất thời hiểu rõ ra, bên trong người người nhốn nháo, nhưng không có một chút thanh âm, tất cả đều im lặng nhìn trận bàn tỏa ra bạch quang phía trước. Ở trên trận bàn trôi nổi một thanh kiếm phôi màu xanh lục, đang không ngừng cô đọng. Xuyệt! Mỹ nữ kia vội vàng kéo Lý Vân Tiêu qua một bên, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Tất Thiên Cẩm đại sư mới vừa lên cấp 3, đây là truyền khóa đại hội. Ngươi có chuyện gì không? Truyền khóa đại hội chính là truyền thống của thuật luyện sư công hội, thời điểm mỗi một vị thuật luyện sư lên cấp, đều sẽ công khai truyền khóa, giảng giải thuật luyện chi đạo cùng kinh nghiệm đột phá của mình. Lúc trước thời điểm Lạc Vân Thường để Lý Vân Tiêu đi bái sư, chính là gặp gỡ Cổ Vinh đang mở truyền khóa đại hội. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy mỹ nữ này khí thổ như lan, môi hầu như muốn kề sát ở lỗ tai của mình, một mùi thơm nhàn nhạt thoải mái không nói ra được, hắn cười nói. Xin hỏi phương danh mỹ nhân. Miệng lưỡi trơn tru. Mỹ nữ giận dữ mắng một câu, nhưng trên mặt nào có nửa phần giận dữ, mà là hai mắt ở trên người Lý Vân Tiêu không ngừng quan sát. Làm nghề này của các nàng, nhãn lực là trọng yếu nhất. Nàng vừa nhìn liền cho Lý Vân Tiêu một cái phán đoán, là một công tử tiểu thế gia nào đó, đến cầu đan dược hoặc là cầu huyền khí. Công tử ngươi là cầu đan dược, vẫn là huyền khí. Qua bên này điền tờ khai đi. Đem yêu cầu cùng thù lao của ngươi viết rõ ràng, đợi lát nữa ta liền thông báo, nhìn có người chịu tiếp hay không. Mỹ nữ rất thông thạo rút ra một tờ giấy đưa tới trước mặt Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười khẽ, cầm bút lên trực tiếp viết, rất nhanh liền trao trả cho Mỹ nữ. Mỹ nữ nhìn một chút, kinh ngạc nói. Yêu thú độc huyết cấp 4 trở lên, giá cả thương lượng. Nàng lần thứ hai đánh giá Lý Vân Tiêu vài lần, lông mày cau lại, nghi ngờ nói. Nguyên lai công tử chỉ là tìm vật liệu, thứ này vô cùng ít ỏi, phải số may mới có thể gặp, hơn nữa giá cả không thấp. Ngươi không ít giá, sợ là rất khó thu mua đến. Lý Vân Tiêu cũng nhíu mày, tại địa phương nhỏ như Hỏa Ô Đế Quốc, yêu thú cấp 4 trở lên là cực kỳ ít ỏi, huống hồ còn cần yêu thú có độc huyết, xác thực là muôn vàn khó khăn. Kỳ thực hắn là muốn cầu kiến hội trưởng, loại tài liệu quý giá này sợ cũng chỉ có cao tầng công hội mới hiểu rõ. Hừm. Mùi vị này. Lý Vân Tiêu nhíu mũi, nghi hoặc hướng chỗ truyền khóa nhìn tới, cảm nhận được một luồng gợn sóng nhàn nhạt truyền ra, loại tần suất này nhất thời bị hắn bắt được, ngạc nhiên nói. Sắp thành hình, không nghĩ tới lại hủy, đáng tiếc. Ngươi nói cái gì? Mỹ nữ sửng sốt một chút, theo ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn lại, trong phòng truyền khóa vẫn như cũ là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang sốt sắng nhìn Tất Thiên Cẩm luyện chế, cũng không có bất kỳ khác thường gì. Há, không có chuyện gì. Đợi lát nữa ngươi đi xa một chút, miễn cho bên trong nổ tung làm bị thương ngươi. Ta vào xem. Lý Vân Tiêu nói xong cũng xoay người hướng phòng truyền khóa đi đến, ánh mắt rơi vào chuôi tiểu kiếm màu xanh lục trên không, khóe miệng hiện ra một ý cười cân nhắc. Mỹ nữ ngơ ngác nhìn bóng lưng của hắn, có chút không xoay chuyển được, thầm nghĩ, lẽ nào là người điên. Nhìn dáng dấp không giống a. Nàng đem tấm bảng Lý Vân Tiêu cầu mua vật liệu dán đi. Liền trở lại trước sân khấu bận bịu. Còn Lý Vân Tiêu nói, đương nhiên sẽ không để ý. Mới vừa thăng cấp 3, liền mạnh mẽ luyện chế huyền binh cấp 3, can đảm lắm, đáng tiếc thực lực không đủ a. Lý Vân Tiêu hai tay ôm ngực, đứng ở phía sau đoàn người lắc đầu khẽ nói. Mặc dù lời của hắn thanh âm không lớn, nhưng cũng bị không ít người nghe thấy, tất cả đều ngạc nhiên xoay đầu lại, khi thấy rõ là một thiếu niên non nớt, dồn dập lộ ra vẻ mặt căm ghét cùng hơi giận. Phất tay áo quay đầu tiếp tục chăm chú quan sát. Tiểu tử, làm sao ngươi biết thực lực của hắn không đủ? Ta nhìn hắn luyện chế rất tốt a, lập tức liền thành hình. Một âm thanh trêu tức ở bên người vang lên. Người trẻ tuổi không có bản lĩnh liền không nên nói lung tung, nếu không sẽ gieo tai vạ. Lý Vân Tiêu quay đầu, phía sau phòng truyền khóa,
một lão giả lười nhác tựa ở trên tường, ánh mắt cũng nhìn về chỗ luyện chế, nhưng ngón tay đang đào tỉ thỉ, muốn bao nhiêu buồn nôn có bấy nhiêu buồn nôn. Lời nói mới vừa rồi chính là ông lão này truyền âm nhập mật đến trong tai hắn, dù sao tất cả mọi người đều tập trung tinh thần nhìn luyện chế. Nói chuyện lớn tiếng sẽ dẫn đến khinh thường cùng phẫn nộ. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu rơi vào trên người lão giả này, con người đột nhiên co rụt lại, lập tức khôi phục một mảnh bình thường, lạnh lùng truyền âm nói. Nếu không chúng ta đánh cuộc. Đánh cược. Trong mắt lão giả sáng ngời, tựa hồ có hứng thú, đưa ngón tay trong lỗ mũi xuống, cười nói. Đánh cuộc gì? Trong lòng hắn hơi có chút ngờ vực lên, nghĩ thầm, vừa nãy tiểu tử này xem ta, vừa nhìn tựa hồ thần quang lấp lóe, chẳng lẽ hắn có thể cảm giác được thực lực của ta? Thiết, làm sao có khả năng, ta suy nghĩ nhiều. Ngươi thua, nghe ta sai phái một năm. Nếu ta thua, tương tự nghe ngươi sai phái một năm. Lý Vân Tiêu một mặt bình thản, không nhanh không chậm nói. Sai phái một năm. Thân thể lão giả từ lười biếng tựa ở trên tường trực tiếp dựng lên, cau mày trầm tư không nói, lẽ nào hắn thật sự phát hiện thực lực của ta? Làm sao có khả năng? Hắn liên tục xua tay, truyền âm nói. Không được không được, tuy rằng ta không cho là mình thất bại. Nhưng nếu có vạn nhất, nghe một hài tử như ngươi sai phái một năm, bộ xương già này của ta còn không tàn mất. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện ra một tia khinh thường, cười lạnh nói. Sợ, vậy ngươi nói đi, bất luận đánh cuộc gì ta đều nhận. Lão giả nhìn hắn một mặt tràn đầy tự tin, có chút ngờ vực liếc nhìn Tất Thiên Cẩm đang luyện chế phía trước, tuy rằng đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, nhưng mỗi một lần đều trấn định tự nhiên, không giống như là dáng vẻ sắp gặp sự cố, hắn nhất thời lạnh lùng nói. Ta sợ, thiết, sai phái một năm liền một năm, ta ngược lại là sợ nếu như ngươi thua rồi, đến thời điểm đại nhân nhà ngươi tìm tới cửa như thế nào cho phải. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu chỉ mới 15 tuổi, cũng đã có tu vi đại vũ sư, chắc chắn sẽ không phải con cháu thế gia phổ thông, tất nhiên có môn phái không tệ chống đỡ. Khóe miệng Lý Vân Tiêu nở nụ cười, cả người nhất thời phấn chấn lên, thật giống như đột nhiên nhặt được lợi ích to lớn, nhếch miệng cười nói. Coi như người nhà ta tìm tới cửa, ngài là Thất Tinh Vũ Tông đại nhân, chẳng lẽ còn có thể sợ sao? Ngươi, cả người lão giả chấn động, ngơ ngác trợn to trong mắt, trên người hắn triển khai một loại bí pháp, người bình thường căn bản cảm giác không ra tu vi của hắn. Mặc dù những hạng người thần thức cực cường kia, cũng nhiều lắm nhận ra được hắn là võ sư hoặc là đại vũ sư mà thôi, nhưng thiếu niên 15 tuổi này dĩ nhiên liếc mắt liền thấy thực lực Thất Tinh Vũ Tông của hắn. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Lão giả rốt cuộc không nhẫn nại được, trầm giọng hỏi. Hắn nhìn dáng vẻ Lý Vân Tiêu nắm chắc phần thắng, tràn đầy tự tin, đột nhiên có một loại cảm giác rất xấu. Ha ha, lão giả, chớ sốt sắng, thả lỏng một chút, ta không phải là người xấu. Lý Vân Tiêu tâm tình thật tốt, lập tức liền được một tên Thất Tinh Vũ Tông cường giả, đối với Viêm Vũ Thành hiện tại ở vào đầu sóng ngọn gió, thực sự là quá cần. Lão giả muốn té xỉu, cả giận nói. Thiết, đừng cao hứng quá sớm, ai thua ai thắng còn chưa chắc đây này. Hắn ngoài miệng nói như vậy, nhưng đáy lòng nhìn Lý Vân Tiêu tự tin mỉm cười, lại dần dần tán loạn lên, đặc biệt vẻ mặt Tất Thiên Cẩm càng ngày càng khó coi, rốt cục. Ong ong, thanh tiểu kiếm màu xanh lục kia ở sau khi Tất Thiên Cẩm ấn vào một đạo pháp quyết, đột nhiên trở nên cực kỳ cuồng bạo, phát sinh thanh âm làm người rung động. Ong ong làm cho tất cả mọi người choáng váng, cảm giác hết sức khó chịu xông tới. Sắc mặt lão giả trong nháy mắt trở nên khó xem, ngay cả hắn cũng cảm nhận được trên tiểu kiếm kia truyền ra khí tức hết sức không ổn định cùng cuồng bạo. Phía dưới một đám thuật luyện sư cùng thuật luyện học đồ quan sát dồn dập biến sắc, ngơ ngác sốt sắng lên, này chính là khúc nhạc dạo muốn bạo khí, ở trong bọn họ không ít người đều gặp được, nhưng đều là một ít huyền binh phổ thông nổ tung, tạo thành thương tổn cũng có hạn. Nhưng giờ khắc này là huyền binh cấp 3, hơn nữa ở địa phương dày đặc như vậy, nếu một khi muốn nổ tung lên, hậu quả khó mà lường được. Một ít thuật luyện sư ở phía sau, dồn dập khiếp sợ quay đầu lại, nhìn Lý Vân Tiêu vẻ mặt điềm tĩnh, khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Bọn họ đầy đầu đều là dấu chấm hỏi, lúc trước thiếu niên này là làm sao biết sắp nổ tung. Hơn nữa biết trước thời gian dài như vậy. Thiên Cẩm huynh, đừng hoảng hốt, tiếp tục luyện xuống. Chỉ cần ngưng hình là có thể áp chế sức mạnh cuồng bạo. Ta đến giúp ngươi một tay. Một trung niên nam tử từ trong đám người nhảy ra ngoài, trên người hồn lực phun trào, đánh ra ngoài vài đạo pháp quyết,
nhất thời đem tiểu kiếm màu xanh lục kia ổn định lại, ở trên trận bàn không ngừng xoay tròn, thanh âm ông ông cũng bị khống chế nhất định. Tất cả mọi người tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, từng cái trong mắt tinh mang lấp lóe, loại luyện chế cứu lại huyền khí cuồng bạo này càng là khó thấy, tất cả đều trợn to mắt, chỉ lo bỏ qua một chi tiết nhỏ. Tất Thiên Cẩm cũng lộ vẻ vui mừng, mừng lớn nói. Có Trương Hóa huynh giúp đỡ, tự nhiên không việc gì. Trương Hóa khiêm tốn cười nói. Thiên Cẩm huynh quá để mắt tiểu đệ, hiện tại còn không phải lúc nói chuyện, tuy rằng tiểu kiếm này bị hồn lực của ta áp chế cưỡng ép xuống, nhưng không có dấu hiệu giảm bớt chút nào. Người ta cộng đồng triển khai hóa hình quyết, đem lực lượng cuồng bạo bên trong ổn định lại, sau đó ngưng hình. Được. Tất Thiên Cẩm trầm quát một tiếng, tựa hồ khôi phục mấy phần khí lực, bắt đầu sử dụng tới hóa hình quyết. Hai người hầu như là thủ thế tương đồng, hai bên trái phải, các loại thủ ấn phức tạp trực tiếp đánh vào tiểu kiếm màu xanh lục trên trận pháp, tựa hồ muốn mạnh mẽ luyện hóa ngưng hình. Lão giả nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời thở dài một hơi, hắn đắc ý liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu, cười to nói. Ha ha, xoay chuyển tình thế, xoay chuyển tình thế. Ha ha, xoay chuyển tình thế. Lý Vân Tiêu châm chọc cười nói. Kỳ thực vừa nãy chỉ cần dùng mấy thủ ấn cơ bản là có thể hóa giải lực lượng cuồng bạo, hơn nữa còn có thể tiếp tục luyện chế ngưng hình. Hiện tại bị hai con heo kia dùng hồn lực mạnh mẽ chấn áp, lại liên thủ thi triển hóa hình quyết, chỉ cần 10 tức thời gian, huyền binh kia sẽ so với vừa nãy càng cuồng bạo gấp mấy lần. Hắn một bộ nắm chắc phần thắng, lão giả ngạc nhiên một hồi, sắc mặt lần thứ hai nghiêm nghị lên. Mặc dù đối với lời nói của hắn có chút hoài nghi, thế nhưng thần thức cùng ánh mắt của Lý Vân Tiêu, hắn là đã sâu sắc bị thuyết phục, nội tâm thấp thỏm bất an nhìn về phía phòng khách, trong lòng bắt đầu cầu khẩn, tuyệt đối đừng để hắn nói chúng. Lời nói này Lý Vân Tiêu cũng không có truyền âm, mà là thoải mái nói ra, nhất thời đưa tới người toàn trường quay đầu lại, cùng với các loại xem thường cùng tiếng mắng chửi. Lúc trước những thuật luyện sư nghe được hắn nói chuyện kia, thì lại từng cái nghi ngờ không thôi. 1. Lý Vân Tiêu đứng chắp tay. Lạnh lùng nhìn về phía tiểu kiếm, căn bản không để ý tới ánh mắt cùng tiếng tức giận mắng của những người khác, bắt đầu đếm lên. 2, 3, 4. Hắn trắng trợn không kiêng dè điểm số như vậy, lập tức đưa tới mọi người công phẫn. Một tên thuật luyện sư cấp 2 đột nhiên đứng lên, chỉ vào hắn phẫn nộ quát. Từ đâu tới tiểu quỷ, thuật luyện sư cấp 3 luyện chế há lại là ngươi có thể tùy ý bình luận, nói năng bậy bạ lung tung. Đại nhân nhà ngươi là ai? Lão giả cũng nhìn Lý Vân Tiêu, rất muốn biết đại nhân nhà hắn là ai. Nhưng Lý Vân Tiêu không để ý mọi người chỉ trích chút nào, không coi ai ra gì tiếp tục điểm nói. 5. Này nhất thời chọc giận mọi người, dồn dập đứng lên mắng. Hai tử nhà ai, bắt hắn đánh ra ngoài. Đánh đi, ta xem vẫn là bắt lại chờ đại nhân của hắn tới lĩnh. Không sai, liền do ta đến đi, giam giữ đến nhà ta được rồi. Tây Môn huynh. Này không ổn đâu, ngươi là xương dâm loạn nam đồng a. Thượng quan huynh lời ấy sai rồi, ta chỉ là phong lưu, nhưng không hạ lưu. Lý Vân Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, đôi môi khẽ nói. 6. Theo chữ 6, hạ xuống, phía trước Tất Thiên Cẩm cùng Trương Hóa đồng thời biến sắc, tựa hồ phát hiện sự tình gì không đúng, trong tròng mắt tràn đầy vẻ chấn động. Làm sao sẽ, vì sao lại như vậy? Trương Hóa thất thần. Ngơ ngác nhìn tiểu kiếm màu xanh lục. Phía trên khí tức cuồng bạo dần dần nổi lên, càng ngày càng mạnh, hồn lực của hai người bọn họ áp chế hoàn toàn mất đi hiệu dụng, liên tục bại lui. Bắt lại, đem tiểu quỷ tà thuyết hoặc chúng kia bắt lại. Vị thuật luyện sư được gọi là thượng quan huynh kia vẻ mặt phấn khởi, còn thỉnh thoảng liếm môi một cái, đi đầu muốn vào tới bắt Lý Vân Tiêu. 7. Khóe miệng Lý Vân Tiêu hiện ra vẻ mỉm cười, hết thảy đều ở trong dự liệu của hắn. Long lòng lão giả cả kinh, hắn nhìn vẻ mặt Trương Hóa cùng Tất Thiên Cẩm biến hóa, liền biết sắp có chuyện, trên mặt giật mình khó có thể tưởng tượng. Khiếp sợ không thôi nhìn Lý Vân Tiêu tràn đầy tự tin, nội tâm càng là nhấc lên cơn sóng thần. Ở mặt trước là hai vị thuật luyện sư cấp 3A, hai người liên thủ lại dĩ nhiên cũng áp chế không nổi kiếm phôi cấp 3, thiếu niên này là làm sao có thể trước nhiều thời gian nhìn ra như vậy. Ngay ở thời điểm thượng quan huynh vào tới trước mặt Lý Vân Tiêu, Trương Hóa ở phía trước đột nhiên giống to một tiếng, chấn động đến mức người toàn trường quay cuồng, suýt chút nữa ngã chồng vó. Chạy mau, kiếm phôi sắp nổ tung. Cái gì?
Mọi người đều cả kinh, dồn dập kinh hãi nhìn Lý Vân Tiêu một chút, toàn trường yên tĩnh trong nháy mắt, một giây sau liền điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy. Các loại chen chúc, giẫm đạp, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mọi người chớ động, để thuật luyện sư cấp 2 đi trước. Trước tiên nhường cho người già, lại chen lão tử liền phế ngươi, cút. Thượng quan huynh kia bởi ở phía trước nhất, trực tiếp bị người phía sau xông lên xô ngã nhào xuống đất, vô số bàn chân từ trên người hắn dẫm lên, sau khi kêu thảm thiết vài tiếng liền không còn âm thanh, cũng không biết chết sống. 8. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng phun một chữ, quay đầu nhìn lão giả sắc mặt xám trắng như đất, cười nói. Thế nào, chịu thua chưa? Lão giả cảm nhận được trên tiểu kiếm truyền đến năng lượng chấn động, còn có vẻ mặt Tất Thiên Cẩm cùng Trương Hóa thất kinh, nhất thời rõ ràng vô lực cứu chữa, thở dài nói. Ngươi là làm sao biết sẽ nổ tung? Chịu thua liền tốt. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, chen qua đám người hướng phía trước đi đến, thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Còn có 2 tức thời gian, kỳ thực có thể cứu lại. Trương Hóa còn tận lực khống chế tiểu kiếm bạo động, tranh thủ chút thời gian cho mọi người chạy trốn, vừa thấy Lý Vân Tiêu không chút hoang mang đi lên phía trước, nhất thời phẫn nộ quát. Còn không mau rút đi, ta không biết ngươi là làm thế nào thấy được sẽ nổ tung, thế nhưng hiện tại kết cấu của kiếm phôi đã triệt để hư hao, không cách nào cứu chữa. Cấp 3 huyền binh nổ tung, không đi nữa liền táng thân nơi đây. Lý Vân Tiêu khen ngợi nhìn hai người một chút, khen. Hấp hối không sợ, liều chết thay người khác kéo dài thời gian, cha cha, tuy rằng thực lực của hai người các ngươi không ra sao, nhưng nhân phẩm này thật là đáng khen. Ở dưới ánh mắt trợn mắt ngoác mồm của Trương Hóa cùng Tất Thiên Cẩm, Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng vỗ trận bàn một cái, một luồng ánh sáng trực tiếp từ trên trận bàn bốc lên, hướng về kiếm phôi màu xanh lục bao phủ lên. Chi! Hai người đều hít vào ngụm khí lạnh. Con người của Trương Hóa nổi lên, giống giận nói. Mau dừng tay, ngươi biết mình đang làm gì sao? Càng để cho hai người kinh hãi không ngớt chính là, hồn lực mà mình dùng để chấn áp kiếm phôi bạo ngược, dĩ nhiên bị một luồng hồn lực khác đẩy ra, chấn trở về. Điên rồi, ngươi biết. Trương Hóa giận dữ nói, nhưng âm thanh rất nhanh liền ngăn chặn xuống, bởi vì hắn rất kinh ngạc phát hiện, khí tức thô bạo trên kiếm phôi tựa hồ trở nên ôn hòa, tuy rằng vẫn dị thường cáu kỉnh. Nhưng tần suất truyền tới khí tức, đã từ từ trở nên có tiết tấu. Này, đây là... Hai người đều là con người trợn lên như chuông đồng, một mặt dại ra đứng ở đó nhìn. Lý Vân Tiêu đã bắt đầu di chuyển, hai chân không động một bước, nhưng thân thể lại hiện ra đạo đạo tàn ảnh, tốc độ hai tay nhanh làm người líu lưỡi, từng đạo pháp quyết thật giống như mình đụng tới, liên miên không dứt, một đạo tiếp theo một đạo, như đại giang dâng trào, rót vào trên trận bàn. Đem tiểu kiếm màu xanh lục hoàn toàn che chắn. Trong con người lão giả cũng lướt qua vẻ khiếp sợ, không thể tin tưởng nhìn động tác như mộng như ảo kia của Lý Vân Tiêu, nhanh như kình phong, nhanh như lôi điện, loại động tác phức tạp cùng một ít thủ pháp thành thạo kia tuyệt không phải là người phổ thông có thể làm được, nhất định là trải qua muôn vàn thực tiễn, mới có thể làm được nước chảy mây trôi như vậy. 10 tức đã qua, vẫn không có nổ tung. Nội tâm lão giả yên lặng nhắc tới. Tuy rằng tình huống kiếm phôi hắn thấy không rõ lắm, nhưng truyền ra gợn sóng huyền khí, lại an tường lên, thật giống như một nồi nước nóng bỏng muốn sôi, đột nhiên trở nên ôn hòa, làm cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái. Lão giả một mặt hôi bại, không nghĩ tới mình dĩ nhiên không hiểu ra sao thua trong tay một thiếu niên. Nhưng trong nháy mắt, trong mắt lại bắn mạnh ra tinh mang điểm điểm, thật giống như thập phần hưng phấn. Lúc này không ít thuật luyện sư chạy đi ra. Sau khi đợi một trận không có kết quả, một ít gan lớn dồn dập mặc chiến y, cẩn thận từng ly từng tí một đi vào kiểm tra. Những người nhát gan phía sau cấp thiết chờ những người kia đi ra báo cáo tình huống, nhưng một điểm âm thanh cũng không có, mỗi một người đi vào đều như đá chìm biển lớn, không có bất kỳ hồi âm. Xảy ra chuyện gì, bên trong đến cùng phát sinh cái gì, lâu như vậy còn không nổ tung, không phải nói 10 tức sao. Những tiện nhân đi vào kia làm sao mỗi một người đều không hồi âm. Tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tình cờ có người lấy dũng khí chui vào, cũng đồng dạng không có bất kỳ hồi âm. Có khi nào thanh kiếm kia sản sinh kiếm linh trong truyền thuyết, vào một cái ăn một cái hay không? Ăn muội muội ngươi a, nghe đồn chỉ có huyền binh vượt qua cấp 9 mới có khả năng xuất hiện khí linh. Vậy ngươi nói một chút, chuyện gì thế này? Ta làm sao biết, đúng rồi, Tiểu Phương, ngươi vào xem.
ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người mỹ nữ trước đó, nàng cũng theo mọi người từ bên trong chạy ra, trong lòng cả kinh đến tột đỉnh, dĩ nhiên thật sự bị thiếu niên kia nói trúng. Nàng bị người dùng tay đẩy một cái, nhất thời sợ hết hồn, kinh hoàng nói. Ta một cô gái yếu đuối đi vào, rất nguy hiểm a. Hừ, ngươi chỉ là nữ tử phổ thông mà thôi, có cái gì nguy hiểm? Chẳng lẽ muốn để chúng ta những thuật luyện sư cao quý này tiến vào mạo hiểm? Nếu như vào trong chúng ta xảy ra chuyện, người phụ trách nổi sao? Thượng quan huynh nói không sai. Ồ, thượng quan huynh, vừa nãy ngươi không chết à? Thao, ngươi là ước gì ta chết à? Vừa nãy trên người lão tử chỉ ít bị dẫm mấy trăm đạp, đều là các ngươi làm. Khặc khặc, trước tiên không nói đề tài này. Phải thăm dò bên trong phát sinh cái gì mới là chính sự. Tiểu Phương, mỗi người chúng ta đều so với ngươi cao quý vạn lần. Ngươi không đi vào ai đi vào. Mau mau vào đi thôi, đừng chậm trễ thời gian của mọi người. Phải, chúng ta mấy chục người, mỗi người làm lỡ một phút, chính là nửa canh giờ. Nửa canh giờ của thuật luyện sư ngươi biết bao nhiêu quý giá sao? Khóc cái gì khóc, đừng giả bộ đáng thương, mau mau vào đi thôi. Không biết ai dùng sức đẩy một hồi, Tiểu Phương trực tiếp bị xô vào. Nàng sợ đến vội vàng nín thở, đầy mặt đều là oan ức cùng sợ sệt. Những thuật luyện sư này bất luận cái nào đều không phải nàng đắc tội nổi, chỉ có thể cắn môi, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về phòng khách đi đến. Tiểu Phương cẩn thận từng ly từng tí hướng về phòng khách, bên trong truyền tới âm thanh của một tuổi trẻ tuổi, đang không ngừng giảng giải cái gì, nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Rất nhanh, một màn làm cho nàng trợn mắt ngoác mồm xuất hiện trong mi mắt, thiếu niên hơn 10 tuổi gọi Lý Vân Tiêu kia, đang ở phía trước phòng khách giảng đạo. Phía dưới ngồi đám kia thuật luyện sư lúc nãy tiến vào, mỗi một người đều tập trung tinh thần lắng nghe. Ngay cả Trương Hóa Đại sư cùng Tất Thiên Cẩm Đại sư cũng một mực cung kính ngồi ở phía dưới, trên mặt tất cả đều là như đói như khát. Thanh tiểu kiếm màu xanh lục nguyên bản nên nổ tung, không chỉ hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa nhìn dáng dấp có lẽ đã luyện chế hoàn thành a, ở trên đầu ngón tay của Lý Vân Tiêu vòng tới vòng lui, giống như chơi bút. Hiện tại, còn có cái gì không hiểu sao? Ánh mắt hơi trêu tức rơi vào trên người lão giả kia ngạc nhiên cười khổ không thôi. Trương Hóa mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, dùng biểu hiện khát vọng cẩn thận hỏi. Đại sư, ta vẫn không rõ lắm, vì sao lúc sau chúng ta liên thủ trấn áp khí tức bạo ngược, ngược lại sẽ phản tác dụng đây? Cái này rất đơn giản. Lý Vân Tiêu đem tiểu kiếm làm món đồ chơi vứt ở trên bàn, đặt mông ngồi xuống, nhếch chân lên một bộ muốn ăn đòn. Ta có chút khát. Có nước hay không? À, nước. Trương Hóa sửng sốt một chút, bỗng nhiên thấy Tiểu Phương ở phía sau muốn đi ra ngoài thông báo, nhất thời vội vàng nói. Tiểu Phương, người đi đâu? Còn không mau rót nước cho vị đại sư này. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Đúng, ngươi làm gì thế? Nhanh. Hóa, bình thường nhìn ngươi rất linh hoạt, làm sao tốc độ chậm như thế, nếu như làm đại sư khát hỏng rồi làm sao bây giờ? Ngay cả nước cũng không chuẩn bị, ta xem ngươi là không muốn làm nữa. Một đám thuật luyện sư đang nghe hăng say, dồn dập trừng mắt nhìn Tiểu Phương tức giận mắng. Một ít căm phẫn sục sôi càng là gào thét muốn khai trừ nàng. Tiểu Phương nơm nớp lo sợ bưng chén nước chạy tới, hầu như muốn khóc. Đại sư, xin mời uống nước. Nàng đem một chén nước cẩn thận đặt ở trước mặt Lý Vân Tiêu, chào một cái liền khúm núm muốn lui ra. Bên ngoài còn một đám người chờ nàng báo tin đây này, những thuật luyện sư kia, nàng là một cái cũng không đắc tội được a. Ngươi đi ra làm gì? Ở đó hầu hạ đại sư, nói không chắc lát nữa đại sư còn có dặn dò. Trương Hóa cau mày liếc nàng một cái, tựa hồ cực kỳ bất mãn. Tiểu Phương sững sờ, nhất thời vẻ mặt đưa đám, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu đứng ở một bên, căn bản không dám đi nửa bước. Lý Vân Tiêu nhìn ở trong mắt. Ánh mắt mỉm cười uống một hớp, lập tức sầm mặt lại, đập bàn đứng lên quát. Các người đây là thái độ gì? Đám người Trương Hóa nhất thời sợ hết hồn, tất cả đều ngạc nhiên không biết vì lẽ gì, không hiểu vì sao Lý Vân Tiêu lại tức giận, tất cả đều căng thẳng nhìn tới. Lý Vân Tiêu chỉ vào Tiểu Phương nói. Một mỹ nữ đẹp đẽ như thế, các người dĩ nhiên nhẫn tâm lớn tiếng quát tháo, nhẫn tâm hô đến vùng đi, còn có người nhẫn tâm nói muốn khai trừ nàng. Ta thật hoài nghi các ngươi từng cái đến cùng có phải là thuật luyện sư hay không? Thân là một tên thuật luyện sư, đầu tiên phải có một lòng dạ bác ái, các ngươi có sao?
Đối xử mỹ nữ còn như vậy, đối xử người bình thường càng thêm khó có thể tưởng tượng. Các ngươi không xứng làm một tên thuật luyện sư a. A, chuyện này. Tất cả mọi người đều dại ra, Tất Thiên Cẩm phản ứng nhanh nhất, vội vàng đối với Tiểu Phương ngoắc nói. Tiểu Phương a, lại đây ngồi đi. Trước đây chúng ta đối với ngươi xác thực là quá hà khắc, trải qua đại sư chỉ điểm như thế, cảm thấy là có chuyện như vậy. Thân là một tên thuật luyện sư, không có lòng dạ bác ái, vậy còn là thuật luyện sư sao? Hắn từ trên người móc ra một cái túi đựng đồ đưa tới, hòa ái nói. Trên người ta không có kim tệ, 100 khối trung phẩm nguyên thạch này ngươi tạm thời nhận lấy, coi như công hội bồi thường cho ngươi. A, 100 khối trung phẩm nguyên thạch. Tiểu Phương suýt chút nữa khí huyết phá tan mạch máu, này trị giá bao nhiêu kim tệ a? Nàng cảm giác đầu óc mình không đủ dùng, có chút tính không ra. Trương Hóa cũng cướp lời nói. Trải qua đại sư nói như thế, ta cũng khai ngộ. Ta đề nghị phải cho Tiểu Phương một cái trạch viện. Đúng, ta cũng nhớ ra, Tiểu Phương ở nơi này làm thật nhiều năm, xưa nay không đề cập tới tiền lương a. Trời ạ, trước đây chúng ta quá ích kỷ, quá không có nhân tính. Cả ngày chỉ biết vì mình cân nhắc, căn bản mặc kệ nàng sống chết. Chẳng trách qua nhiều năm như thế thuật luyện một điểm tiến bộ cũng không có, nguyên lai chúng ta thiếu hụt một lòng bác ái a. Phải phải, lần này mọi người tập thể ký tên, ít nhất phải cho Tiểu Phương thêm gấp 10 lần tiền lương mới được. Gấp 10 lần, mấy năm qua tiền tệ lạm phát không ít, ít nhất phải thêm gấp 100 lần mới được. Không sai. Trương Hóa một mặt thận trọng nói. Chí ít cũng gấp 100 lần. Sau đó chuyện này chúng ta liền liên danh đề nghị cho phân quản phó hội trưởng đi. Nếu như không tới số này, mọi người bỏ tiền vào bù. Đúng, cứ làm như thế. Từng cái nhất thời lòng căm phẫn phụ họa lên, thật giống như cùng công hội chèn ép nhân viên thủ bất cộng đái thiên. Tiểu Phương chỉ cảm thấy tư duy triệt để hóa đá, căn bản không có nửa phần năng lực suy nghĩ, nghe xung quanh từng cái giọng ân cần, phảng phất như ở trong mơ. Không. Đây chính là ở trong mơ, qua nhiều năm bị ủy khuất như vậy lập tức dâng lên, hai mắt nàng ngậm lấy nước mắt, nhìn Lý Vân Tiêu cảm kích không nói ra được. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, vỗ tay một cái nói. Được rồi, nhìn các ngươi biểu hiện, xem ra các ngươi còn không phải không thể cứu. Phía dưới chúng ta tiếp tục, vừa nãy đàm luận tới đâu rồi nhỉ? Nói đến vì sao chúng ta liên thủ trấn áp khí tức bạo ngược, ngược lại sẽ phản tác dụng. Trương Hóa vội vàng cẩn thận nói, nhất thời toàn bộ phòng hội nghị lần thứ hai yên tĩnh lại, một tiếng thở cũng không có. Lão giả kia gác chân ngồi ở hàng sau, nhìn những thuật luyện sư trong ngày thường cao cao tại thượng kia, từng cái cẩn thận từng ly từng tí, nội tâm quái lạ cùng thoải mái không nói ra được. Ha ha, các ngươi những thuật luyện sư xem thường người khác này, không nghĩ tới cũng sẽ có ngày hôm nay. Không nghĩ tới cũng sẽ có thời điểm theo đuôi dán người khác. Mẹ! từng cái ngạo khí đâu, từng cái tôn nghiêm đâu, đệt. Nội tâm lão giả mạnh mẽ giơ lên ngón tay giữa, nhưng nội tâm hắn lại trong vắt như tuyết, biết những thuật luyện sư này sở dĩ dáng dấp như vậy, hoàn toàn là bị thực lực và học thức của tiểu tử kia chấn động phục rồi. Giống như Vũ Tông Vũ Hoàng đều là tồn tại cao cao tại thượng, nếu đến một Vũ Tôn Vũ Đế, người cũng phải theo đuôi làm tùy tùng, cẩn thận hầu hạ. Điều này cũng làm cho nội tâm lão giả hết sức hiếu kỳ. Đến cùng là thế lực nào, dĩ nhiên có thể bồi dưỡng được một vị thuật luyện sư cao cấp trẻ tuổi như vậy, ngay cả tồn tại cấp 3 cũng bị dạy ngoan ngoãn. Tiểu tử này đến cùng là cấp mấy? Ta trời ạ, hắn mới 15 tuổi, hơn nữa còn là nhất tinh đại vũ sư. Trong phạm vi hỏa ô đế quốc này, khi nào ra thiên tài bực này? Lão giả hoàn toàn không hiểu thuật luyện chi đạo, nội tâm không ngừng phỏng đoán. Thuật luyện sư còn lại thì từng cái nghe đến tập trung tinh thần, mặt đỏ bừng. Không dám có nửa điểm phân thần, cũng không dám thở mạnh một hồi. Tiểu Phương nhẹ nhàng lau chùi con ngươi, cũng cẩn thận từng ly từng tí ngồi ở một bên, chờ đợi dặn dò. Nàng biết bất luận thiếu niên này là người nào, chí ít sau này đãi ngộ của mình sẽ triệt để thay đổi. Nghề nghiệp thuật luyện sư này tuy rằng lạnh lùng, nhưng từng cái cực kỳ cao ngạo, đã nói chắc chắn sẽ không nuốt lời. Hơn nữa nàng thu vào hơn 100 lần, đối với những người này mà nói cũng chỉ là việc nhỏ. Kỳ thực rất đơn giản, vừa nãy đã nói qua nguyên nhân luyện chế thất bại ở chỗ tỷ lệ đồng khuyết thạch quá lớn. Bởi vì Tất đại sư. Đại sư, ngài gọi ta Tiểu Tất hoặc là Tiểu Cẩm là được, tuyệt đối đừng gọi đại sư, chiết sát ta.
Tất Thiên Cẩm ngồi không yên, vội vàng ngắt lời nói. Há, bởi vì tiểu tất vừa lên cấp 3, cảnh giới bất ổn, nên vì cầu tỷ lệ thành công, liền vượt tỷ lệ sử dụng vật liệu cấp 3, cho rằng như vậy có thể tăng cao xác suất thành hình. Không biết đây thuần túy là hành vi muốn chết, người ngay cả tỷ lệ vật liệu cấp 3 thấp cũng khống chế không được, làm sao khống chế tỷ lệ cao. Vì lẽ đó ở trong quá trình luyện chế, tất nhiên lượng lớn phá hoại cấu tạo bản thân vật liệu, hình thành không ổn định. Ta ở lúc tiến vào cũng đã cảm nhận được, cứ tiếp tục luyện chế xuống, loại phá hoại này sẽ càng lúc càng lớn, mà thực lực tiểu tất là không cách nào ngăn cản loại phá hoại này gia tăng. Vì lẽ đó sau khi ta vào cửa, liền nói với mỹ nữ này, bảo nàng đi xa một chút, miễn cho đợi lát nữa bị nổ tung lan đến. Trên mặt Tiểu Phương hơi đỏ lên, ngại ngùng cúi đầu, thầm mắng mình có mắt không tròng, ban đầu còn tưởng rằng đối phương bị bệnh thần kinh đây này. Thuật luyện sư còn lại là từng cái chấn động nói không ra lời, vẻn vẹn chỉ là thông qua đồ vật truyền tới gợn sóng, liền có thể nhận ra được trình độ nhỏ bé như vậy, trời ạ, vị đại sư này đến cùng là tồn tại cỡ nào a? Sau đó các ngươi liên thủ dùng hồn lực áp chế, nguyên lý là như thế. Ở dưới hai người liên thủ, hồn lực là đủ mạnh, có thể áp chế khí tức thô bạo xuống, thế nhưng kết cấu phá hoại sẽ càng lúc càng lớn, trừ khi các ngươi có thực lực vượt qua cấp bậc vật liệu, trực tiếp đem những kết cấu này triệt để đè nát, bằng không một khi mất khống chế, chỉ có thể càng thêm điên cuồng. Phải biết bên trong tiểu kiếm này không chỉ đồng khuyết thạch là vật liệu cấp 3, chỉ ít còn có 10 loại vật liệu trở lên bị các ngươi liên thủ áp chế phá hỏng. Vì lẽ đó nổ tung là chuyện sớm hay muộn. Hóa ra là như vậy. Tất cả mọi người đều là một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ, trên trán dồn dập chảy ra mồ hôi lạnh. Phải biết thuật luyện sư ở trong quá trình luyện chế bị nổ chết là không phải số ít, có thể nói đều là một đám dùng tính mạng treo bên bờ vực. Học nhiều một phần nguyên lý cùng kinh nghiệm, liền có thêm một phần cơ hội sống sót. Vì lẽ đó trong lòng tất cả mọi người âm thầm mừng rỡ, điên cuồng hấp thu tiêu hóa tri thức mà Lý Vân Tiêu truyền thụ. Lão giả ngồi ở phía sau rốt cục không nhịn được, mở miệng hỏi. Vậy ngươi là làm sao áp chế lại khí tức thô bạo đây? Đừng nói với ta hồn lực của ngươi đủ mạnh, đem sức mạnh ẩn chứa trong những tài liệu kia đè nát. Lý Vân Tiêu nhìn lão giả một chút, dương dương tự đắc giải thích. Chị Thủy phải hiểu thế nước, ta dùng chính là khai thông. Một mặt đem khí tức thô bạo thông qua các loại pháp quyết tản mát ra, đồng thời không ngừng chữa trị kết cấu bị hao tổn trong vật liệu. Sau khi triệt để giảm bớt nguy cơ nổ tung, sẽ thuận lợi đem thanh kiếm này luyện chế ngưng hình. Vật liệu bị hao tổn còn có thể chữa trị. Hết thảy thuật luyện sư từng cái trợn mắt ngoác mồm, kinh tại chỗ không nói ra lời, này đã vượt qua phạm vi bọn họ nhận thức. Một tên thuật luyện sư cẩn thận từng ly từng tí đưa ra nghi hoặc trong nội tâm. Luyện chế là một quá trình không thể đảo ngược, vật liệu bị hao tổn làm sao có khả năng chữa trị. Phí lời, đương nhiên có thể chữa trị. Lý Vân Tiêu như nhìn kẻ ngu si liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói. Trên thiên vũ đại lục tài nguyên càng ngày càng ít, nếu như mỗi một thuật luyện sư đều lãng phí như các ngươi, hỏng liền ném xuống, này sẽ lãng phí bao nhiêu vật liệu. Đặc biệt là nguyên liệu đẳng cấp cao, cấp 7, cấp 8, thậm chí cấp 9, mỗi một dạng đều là vạn kim khó cầu. Nơi nào có nhiều cho các ngươi đi lãng phí như vậy? Huyền khí hỏng còn có thể chữa trị, vật liệu hỏng tự nhiên cũng có thể chữa trị. Then chốt ở chỗ các ngươi phải đối với cấu tạo của vật liệu có lý giải sâu, quá trình luyện chế kỳ thực chính là một quá trình phân giải với kết hợp, lúc luyện chế bị phá hỏng cấu tạo, thông qua pháp ấn hợp lý tiến hành dẫn dắt cùng chữa trị, tương tự có thể tiến vào trong trình tự luyện chế bình thường, hiệu quả không giảm. Hắn nói nhất thời làm tất cả mọi người suy nghĩ sâu sắc, tuy rằng trên lý thuyết thật giống như thông, nhưng ở thực tế thao tác, lại là một loại khống chế tinh diệu khủng bố bao nhiêu a. Mọi người nghĩ đến lúc trước Lý Vân Tiêu triển khai thủ pháp hoa cả mắt, căn bản không thể nhìn rõ, từng cái khiếp sợ, sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng bệch. Những thuật luyện sư này ở trong phạm vi hỏa ô đế quốc đều hưởng dự nổi danh, từng cái cao cao tại thượng, lần thứ nhất biết nguyên lai quá trình thuật luyện có thể khống chế tinh diệu như vậy, quả thực chính là tài năng như thần. Đối với bọn hắn mà nói, không chỉ có đánh vỡ trên thường thức, càng là lật đổ lý thuyết thường dùng. Từng cái thật giống như chịu đến cách mạng cải cách, đầu óc dồn dập khó hiểu. Đại sư, ta có vấn đề quấy nhiễu nhiều năm muốn thỉnh giáo đại sư, thời điểm ta luyện chế đan dược cấp 3, mỗi lần dong hỏa. Đại sư, mỗi lần ta sử dụng trận pháp, đều sẽ chịu đến. Đại sư, còn có ta,
thời điểm tại hạ tinh luyện nguyên thạch, thường thường biết. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập lớn tiếng hỏi ra vấn đề quấy nhiễu của mình, trong mắt mỗi người đều phun ra vẻ cuồng nhiệt, chỉ lo âm thanh của mình nhỏ, đại sư không nghe thấy. Mà bỏ qua cơ hội lần này, không biết phải năm nào tháng nào mới có thể được giải đáp. Rất nhanh toàn bộ phòng khách bị các loại âm thanh triệt để dập tắt. Được rồi, được rồi, được rồi. Lý Vân Tiêu giống to. Tất cả yên lặng cho ta. Lần này hắn hống, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, nhưng mỗi người vẫn như cũ là đỏ mặt tía tai, vẻ cuồng nhiệt trong mắt không giảm, trên mặt càng là sùng kính. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Coi ta là người gì? Miễn phí giải thích đáp để cho các ngươi. Ta rất bận. Hắn nói một câu, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều khổ não chán trường. Đúng à, người ta là thuật luyện đại sư vượt xa mình, có thể giảng giải những vấn đề lúc trước, cũng đã có phúc ba đời, dựa vào cái gì lại giải đáp nghi vấn cho mình. Có điều, ta cũng không phải bất cận nhân tình như thế. Như vậy đi, các ngươi đem nghi vấn toàn bộ viết ra, giao cho vị mỹ nữ này. Lý Vân Tiêu chỉ Tiểu Phương nói. Mỗi người không thể vượt qua ba đề, tổng cộng không thể vượt qua 50 đề. Hắn mỉm cười đối với Tiểu Phương trợn mắt ngoác mồm nói. Mỹ nữ, 50 đề này liền do ngươi tới chọn và chỉnh lý. Ngươi muốn chọn đề mục của ai liền chọn, thấy ngứa mắt liền đừng để ý tới hắn. Qua mấy ngày ta sẽ phái người tới lấy, đến thời điểm cùng nhau giải đáp cho các ngươi. À, lần này Tiểu Phương triệt để dại ra, này hoàn toàn là đem quyền lợi lựa chọn giao cho nàng. Những thuật luyện sư này muốn giải thích, vậy còn không đến liều mạng nịnh bợ nàng. Soạt, ánh mắt của mọi người nhất thời rơi vào trên người Tiểu Phương, từng cái như hổ như sói, trong mắt bốc lên các loại ánh sáng, bầu không khí toàn bộ phòng khách nhất thời nghiêm nghị lên, thật giống như yên tĩnh trước cơn bão tố. Ngay cả Lý Vân Tiêu khi nào rời đi, cũng bị người quên lãng, không có chú ý tới. Cửa bên ngoài nhất thời bị người đá văng ra. Đám thuật luyện sư còn ở bên ngoài kia, nhìn Lý Vân Tiêu thảnh thơi rời khỏi đây, lúc này mới từng cái yên tâm vọt vào. Nhìn thấy tất cả mọi người đều bình yên vô sự, tất cả đều vây quanh Tiểu Phương, nhất thời từng cái nghi hoặc, đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi cái tiểu tiện nhân này, để ngươi đi vào điều tra, dĩ nhiên ngồi ở đây bất động. Ngươi coi mình là lãnh đạo sao, đệt. Thượng quan huynh vừa nhìn thấy Tiểu Phương ngồi ở đó, nhất thời giận tím mặt. Đi lên phía trước chính là một cước đá ra. Trong nháy mắt, hầu như con ngươi của tất cả mọi người đều phóng to, ngơ ngác nhìn một cước này. Một cước này vững chắc đá đến, nhưng mà chẳng biết lúc nào Trương Hóa đã che ở trước mặt Tiểu Phương, phía sau lưng bị đánh một cái, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Trương Đại Sư, ngài. Tiểu Phương kinh hãi không biết làm sao, trong đầu vẫn như cũ trống rỗng. Một vị thuật luyện sư cấp 3 dĩ nhiên dùng thân thể thay mình chặn lại công kích. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Một cước này không đáng kể chút nào. Coi như trở lại ngàn cước, ta cũng chịu đựng được. Tiểu Phương, ba cái vấn đề nho nhỏ kia của ta, ngươi nhất định phải giúp ta giao cho đại sư. Từ nay về sau, ngươi chính là thân tỷ tỷ của ta. Trương Hóa thâm tình chậm rãi nói. Chi? Tất cả mọi người đều dồn dập phản ứng lại. Còn những người tiến vào sau kia, thì lại từng cái hóa đá, đầu óc trống rỗng, không hiểu xảy ra chuyện gì. Thượng quan huynh càng là một cước lăng không dơ lên, con người cũng lồi ra, mình dĩ nhiên một cước đá vào trên người Trương Đại Sư, hơn nữa bầu không khí này. Hắn lập tức cảm giác đến ánh mắt người xem bốn phía hết sức không bình thường, rất nhanh liền cảm giác được cả người đau nhói, vô số quyền trưởng dồn dập rơi vào trên người mình, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Thân thể bị một tên thuật luyện sư nắm trong tay, rất nhanh lại bị tên còn lại giẫm đầu, nằm trên đất. Kẻ này xử lý như thế nào, toàn bằng một câu nói của Tiểu Phương tỷ ngươi. Là lăng trì, hay phân thây, giết cả nhà của hắn, Tiểu Phương tỷ nói một câu là được. Giết cả nhà của hắn còn nhẹ, nên giết cửu tộc mới đúng. Chỉ cần Tiểu Phương tỷ nói một câu, hiện tại ta liền mang đao diệt cửu tộc của hắn. Tiểu Phương tỷ còn chưa lập gia đình a. Biểu đệ của ta là người thứ tư trong các siêu cấp nam sinh của Hỏa Ô Đế quốc lần trước, gia thế hiển hách, đến nay chưa lập gia đình. Lăn, gia thế hiển hách so được với tứ đại gia tộc sao? Cháu ngoại trai của ta là con cháu chi thứ Trình gia, hơn nữa tuổi còn trẻ, mới 64 tuổi liền đạt đến tu vi đại vũ sư.
Một đám người xoay quanh nhất thời làm Tiểu Phương muốn hôn mê bất tỉnh, toàn bộ phòng khách bị chen thành một mảnh, huyên náo rung trời. Lý Vân Tiêu rất sớm liền từ bên trong chạy ra ngoài, lão giả cũng theo sát phía sau. Hai người đi tới một hẻm nhỏ, tùy tiện tìm ra trà lâu, gọi hai ấm trà liền uống. Lý Vân Tiêu uống một ly, tinh tế phẩm vị nói. Quy Mao thanh trà, 2 năm, chất trà trung cấp, hẳn là hái tháng 3 năm trước. Lão giả sững sờ, cũng uống vào mấy ngụm, chẹp chẹp miệng, đầy bụng hồ nghi nói. Thật hay giả, người ngay cả chuyện này cũng có thể nhìn ra. Ha ha! Lý Vân Tiêu không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười, hai ngón tay ở trên mặt bàn có tiết tấu gõ lên, dương dương đắc ý nói. Tự giới thiệu mình một chút, BTA gọi Lý Vân Tiêu, sau này ngươi liền gọi ta Vân Thiếu liền được. Một năm này cho ngươi 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch tiền lương. Còn có yêu cầu gì không? Lão giả một mặt cay đắng, khó có thể tin tưởng được nói. Ngươi sẽ không thật sự dự định để ta phục vụ cho ngươi 1 năm chứ? Ta là Thất Tinh Vũ Tông A, ngươi không hề có một chút tôn trọng cường giả, tôn trọng người già cả A. Ánh mắt Lý Vân Tiêu dần dần lạnh xuống, hừ nói. Ngươi còn biết mình là Thất Tinh Vũ Tông, con mẹ nó ngươi sẽ không muốn chơi xấu chứ? Tiền lương không trả nữa, chỉ để ý ăn uống. Đừng, đừng, đừng. Lão giả vội vàng vươn tay ra trận lại nói. Tiền lương vẫn là muốn cho, ta chỉ là hỏi một chút mà thôi. 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch, coi như là vũ tông cường giả cũng vô cùng động lòng. Ngươi để ta nghe ngươi chi phối 1 năm, muốn ta làm gì? Sẽ không là giết người phóng hỏa chứ? Tiểu tử ngươi là con cái nhà ai a? Lão giả liên tiếp hỏi, hắn đối với thân phận của Lý Vân Tiêu cảm thấy dị thường hứng thú. Thuật luyện của tiểu tử này thật là con mẹ nó cường a. Dựa theo cái tuổi này đi xuống, sau này nhất định sẽ danh dương thiên hạ, hiện tại theo hắn làm tốt quan hệ cũng không mất mát gì. Lý Vân Tiêu dựng thẳng lên ngón tay, lãnh đạm nói. Ta lặp lại lần nữa, gọi ta Vân Thiếu, ta là hài tử nhà ai, chuyện này lão gia ngài cũng đừng quản, vẫn là trước tiên giới thiệu chính mình đi, Vũ Tông đại nhân. Lão giả hơi hơi không vui, híp mắt nói. Ta tên Đo Ẩn Việt, người gọi lão nhân ra ta Đoàn lão là được. Hừm, vậy ta liền gọi ngươi Tiểu Việt đi. Lý Vân Tiêu không nhanh không chậm nói, thầm nghĩ, muốn ở trước mặt lão tử chiếm tiện nghi, lăn con mẹ nó đi. Ngươi, Đoàn Việt sững sờ, lập tức cụt hứng thở dài, hắn phát hiện ở trước mặt tiểu tử này rất khó chiếm được tiện nghi. Đột nhiên hắn vô cùng thần bí cười nói. Ngươi có phải là đang tìm độc huyết yêu thú cấp 4 trở lên? Lý Vân Tiêu uống một ngụm trà, bỗng nhiên trong mắt lướt qua tinh mang, nhìn dáng vẻ Đoàn Việt dương dương tự đắc, hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đặt chén trà xuống, làm dáng dấp không quan tâm, từ tốn nói. Tìm tới chơi, làm sao, người có? Ta không có. Đoàn Việt kiên quyết phủ nhận nói, nhìn ánh mắt Lý Vân Tiêu mơ hồ nổi giận, vội vàng cười nói. Có điều ta biết nơi nào có. Thiết! Lý Vân Tiêu như nhìn kẻ ngu si theo dõi hắn. Khinh thường nói. Này còn cần ngươi nói. Chỗ ở yêu tộc, thiên đáng sơn mạch, viễn cổ hoang nguyên, hoàng kim sa địa, chỗ nào không có. Đoàn Việt tức đến gần thổ huyết, buồn phiền nói. Ngươi nói những chỗ này ai dám đi. Ngay cả cổ phi dương cũng chết ở thiên đáng sơn mạch. Ta nói chính là nơi có thể tới được, hơn nữa thu được xác suất rất lớn. Ồ, Lý Vân Tiêu nhất thời hứng thú, hắn suy đoán nói. Chẳng lẽ trong mấy ngọn núi phụ cận có 1-2 đầu yêu thú cấp 4 mang độc? Đo Ân Việt cười híp mắt nói. Không phải yêu thú, là hải lý. Thủy quái. Trong con ngươi Lý Vân Tiêu lóe lên một tia tinh mang rồi biến mất, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói. Ngươi nói chẳng lẽ là Nam Hải hải vực của Thiên Hương đế quốc? Chính là nó, cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc. Đo Ân Việt thoáng có vẻ hưng phấn nói. Trong vùng biển Nam Hải này có lượng lớn các loại động vật biển, cấp 4 trở lên chỗ nào cũng có, muốn săn giết một con cấp 4 mang độc, còn không phải chuyện dễ dàng. Lý Vân Tiêu đem chén trà mạnh mẽ đặt lên bàn, lộ ra biểu hiện khinh bỉ, cười lạnh nói. Ngươi nghĩ ta là kẻ ngu si sao? Hải vực vạn dặm vô cương, bộ phận hải lý tới gần đại lục, đa số là động vật biển cấp 2 cao nhất. Muốn phát hiện cấp 4, ít nhất phải tiến vào ngàn dặm hải vực. Lại không nói không có hải đồ căn bản không thể nào đi, coi như có hải đồ, nhiều lắm chỉ là không lạc đường,
muốn tìm một con động vật biển cấp 4 mang độc, tương tự với si nhân nằm mơ. Không cẩn thận gặp phải tồn tại cấp cao hơn, người ta tất cả đều chôn vùi đáy biển, kia thật sự là chết không toàn thây a. Đoàn Việt sững sờ, hắn phát hiện nói chuyện với thiếu niên này đúng là rất khó chơi, còn nhỏ tuổi làm sao có khả năng hiểu được nhiều như vậy. Thật giống như tự mình đi qua hải vực, xem ra lừa bịp là không xong rồi, hắn từ trong giới chỉ lấy ra một tấm da thú, ở trước mặt Lý Vân Tiêu mở ra, cẩn thận nói. Ngươi xem cái này một chút. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, tấm da thú này so với da yêu thú phổ thông muốn dày hơn mấy lần, hiển nhiên là da của một loại động vật biển cỡ lớn nào đó, sờ lên còn có co giãn cực cường. Ở phía trên dùng thủ pháp cực kỳ tinh xảo vẽ ra một bức hải đồ. Ở một góc dùng màu đỏ đánh dấu hình tam giác, bên trong có hai chữ nhỏ Côn Ngô. Con người của Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc, năm ngón tay siết chặt, đem tấm da thú nắm ở trong tay, cả kinh nói. Côn Ngô thần thụ. Đoàn Việt cũng kinh hãi, hắn phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu thiếu niên trước mắt này, có chút không thể tin nói. Người cũng biết Côn Ngô thần thụ. Lúc này Lý Vân Tiêu mới phát hiện mình có chút thất thố. Nếu là bình thường xuất hiện tin tức Côn Ngô thần thụ, hắn cũng không đáng kể. Nhưng hiện tại Mộng Vũ đang trong giấc ngủ say, chính là thời điểm cần dưỡng hồn mộc, mà dưỡng hồn mộc là hấp thu lượng lớn tinh nguyên của động vật biển, sinh ra trên cành cây Côn Ngô thần thụ, lúc này mới biểu hiện ra kích động. Thiết, ta chính là thuật luyện sư, các loại vật liệu trong thiên hạ, cực nhỏ có ta không biết. Côn Ngô thần thụ cũng chỉ là một trong thiên tài địa bảo mà thôi, ta biết có gì đáng kinh ngạc. Lý Vân Tiêu lần thứ hai mở ra địa đồ, nhìn kỹ lên, một bên nhỏ nhẹ nói. Từ bộ hải đồ này đến xem, nên ở phụ cận hơn ngàn dặm ven biển Thiên Hương Đế Quốc. Tuy rằng khoảng cách không xa, nhưng đã có Côn Ngô thần thụ, tất nhiên sẽ có động vật biển cấp cao bảo vệ. Gặp phải mấy con mang độc xác thực là chuyện bình thường. Hắn im lặng một hồi, đem hải đồ trả lại Đoàn Việt, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói. Nói đi, đến cùng là muốn ta làm cái gì? Còn có các loại điều kiện cùng chỗ tốt, nói rõ chút, để trong lòng ta có tính toán. Đoàn Việt xứng tại chỗ, quá ngay thẳng a, lập tức liền bị đối phương đoán đúng tâm tư. Thiếu niên này thật đáng sợ, mình thật sự tìm đúng người sao? Sẽ không ngược lại bị đối phương lừa sạch chứ? Làm sao, ít theo ta giả ngu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Khẳng định có địa phương cần ta, bằng không sự tình có lợi chính ngươi không độc chiếm, lòng tốt lấy ra cùng ta chia sẻ. Nếu như ngươi không nói rõ ràng, việc này liền như vậy bỏ qua, ta coi như không biết. Ục. Đoàn Việt mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng, cười khổ nói. Ta thật hoài nghi tuổi tác của ngươi, có phải là lão quái vật nào đó trốn ở trong thân thể ngươi không a? Ta xác thực cần ngươi giúp đỡ. Lần này đi thuật luyện sư công hội cũng là vì tìm một tên thuật luyện sư. Nguyên bản ta là vừa ý Tất Thiên Cẩm, bây giờ nhìn lại thực lực của hắn còn chưa đủ. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Nên ngươi liền vừa ý ta, cho rằng ta nhỏ tuổi, hồn lực mạnh, dễ lừa lại ra sức. Chuyện này. Đoàn Việt ngẩn ra, cười khổ lắc lắc đầu, ảo não nói. Ban đầu xác thực là có ý nghĩ như thế, hiện tại, ta thật sự cảm thấy mình tìm lộn người. Sớm biết ngươi cũng khôn khéo như vậy, ta không bằng đi tìm những thuật luyện sư càng cao cấp khác hợp tác. Nguyên vốn là sợ bị đối phương lừa, muốn tìm tuổi trẻ. Ra đời không sâu một chút. Yên tâm đi, ta mới 15 tuổi, nào có kinh nghiệm ra đời gì. Lý Vân Tiêu dáng vẻ trung thực, thành khẩn chân thành nói. Đoàn Việt không còn gì để nói, nếu không phải hơi hơi hiểu rõ một chút, chỉ nhìn dáng dấp này của Lý Vân Tiêu, hắn khẳng định 100% liền tin tưởng, hiện tại là đánh chết cũng không tin. Lập tức liền đem tình huống rõ ràng 10-10 giảng giải lên. Nam Hải của Thiên Hương Đế Quốc. Có tài nguyên hải vực phong phú kinh người. Đến gần Nam Hải có một trấn nhỏ gọi là Thanh Hải Trấn, thôn trấn tuy nhỏ, nhân khẩu thường trú không nhiều, nhưng cũng là một trong những địa phương phồn hoa nhất toàn bộ Nam vực Thiên Vũ giới, nhân khẩu lưu động thậm chí là gấp 100 lần ngàn lần nhân khẩu thường trú, tất cả đều là võ giả cùng thương nhân từ các nơi tràn về. Những người ngoại lai này ngoại trừ thương nhân bình thường ra, còn có đại biểu của các thế lực lớn, cùng với các thành viên của thương minh. Tất cả đều có trú điểm ở Thanh Hải Trấn. Chỉ bởi vì nơi này có tài nguyên hải dương không gì sánh được, ngoại trừ sản vật phong phú, các loại thiên tài địa bảo lấy mãi không hết ra, càng có lượng lớn liệp yêu giả từ 4 phương 8 hướng vào tới, quanh năm lấy săn giết động vật biển mà sống, đổi lấy các loại tài nguyên.
mà Đoàn Việt chính là một vị liệp yêu giả vô cùng có tiếng, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thực lực của hắn mạnh mẽ, thông thường đều là độc lai độc vãng, có thể săn giết cấp bậc động vật biển cũng cao hơn người bình thường, vì lẽ đó ở trong liệp yêu giả được hưởng nổi danh. Yêu thú hải vực phân bố cùng lúc trước Lý Vân Tiêu miêu tả gần như, ở trong ngàn dặm hải vực, nhiều lắm chỉ là cấp 2 tồn tại, tương đương với võ sư nhân loại. Nhưng dù sao cũng là ở trong nước biển, động vật biển có thể phát huy ra ưu thế trời cho, mà nhân loại phát huy lại bị hạn chế rất lớn, cứ kéo dài tình huống như thế, muốn ở trong vùng biển thuận lợi săn giết động vật biển, chỉ có thể tìm kiếm tồn tại so với mình thấp hơn một cảnh giới. Nói cách khác săn giết động vật biển cấp 2, thì cần tu vi đại vũ sư của nhân loại. Nói như vậy, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, đừng đặt chân hải vực mình chưa quen thuộc, hoặc là tiến vào càng sâu, thì sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng cũng chính vì như thế, hải vực an toàn đã sớm bị bắt giết gần hết rồi, liền có lượng lớn liệp yêu giả vì tiền lời càng cao hơn, chỉ có thể mạo hiểm đi hải vực càng sâu thử nghiệm, tuy rằng không ngừng có người ngã xuống, nhưng tiền lời xác thực là quá mức mê người, vẫn là dẫn tới không ít đội ngũ đặt mình vào nguy hiểm. Đoàn Việt chính là một lần nhờ số trời run rủi, cứu một đội liệp yêu giả suýt chút nữa bị diệt sạch, người đội trưởng kia cảm kích, vì báo ân hắn, lúc này mới lấy hải đồ ra làm lễ cứu mạng. Lúc mới bắt đầu Đoàn Việt cũng không để ý lắm, nhưng sau đó càng xem càng giật mình, này dĩ nhiên là một bộ hải đồ thải hồng sương mù. Cái gọi là thải hồng sương mù, chính là một loại dị tượng hết sức kỳ lạ trong biển rộng. Nguyên bản mặt biển đang yên lành, trong chớp mắt nổi lên sương mù bảy màu như thải hồng, phô thiên cái địa, đem toàn bộ đại hải cùng bầu trời bao trùm, người ở trong đó đưa tay không thấy được năm ngón, ngay cả thần thức cũng khó có thể xuyên thấu qua khoảng cách dài. Loại thải hồng vụ này chia làm hai trường hợp, một là tùy cơ sản sinh, ai cũng không có cách nào dự đoán. Còn có một loại là cố định, chính là ở mảnh hải vực đặc biệt nào đó, lúc nào cũng có thể xuất hiện thải hồng vụ. Hai loại có tương đồng duy nhất chính là, một khi xuất hiện dị tượng thải hồng sương mù, vùng biển này liền không còn là nơi trước kia, loại sương mù này sẽ sản sinh hiệu ứng đường hầm không gian, người tiến vào bên trong sẽ đến một vùng biển không biết khác. Thải hồng sương mù không cố định, đi vào hải vực nào đó cũng không cố định, mà thải hồng sương mù cố định, đi về hải vực cũng là cố định. Vì lẽ đó thải hồng sương mù cố định có giá trị thăm dò rất lớn, bị cho rằng là một phương kho báu. Loại hải đồ đánh dấu thải hồng sương mù cố định này, càng là bảo vật vô giá, giá trị không thể đo lường. Phải biết tứ hải cực rộng, so với lục địa còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Võ giả bình thường coi như dốc cả một đời cũng khó có thể du lịch khắp tứ hải. Dù là vương tộc trong tứ hải, đối với tình hình nơi mình quản hạt cũng chưa chắc rõ ràng. Vì lẽ đó một phần hải đồ thải hồng sương mù như vậy, chẳng khác nào là có một bảo tàng độc lập, giá trị lớn làm người líu lưỡi. Đương nhiên nguy hiểm cũng rất lớn, nếu trực tiếp đi về nơi động vật biển cấp cao quần cư, vậy thì triệt để bi kịch. Sau khi Lý Vân Tiêu nghe xong, nhất thời hiểu rõ ra. Bình thường tại địa phương sản sinh thải hồng sương mù, đều sẽ có một loại đồ vật phối hợp, gọi là phấn sắc tinh trần. Loại tinh bụi này hiện ra màu hoa đào hồng nhạt, không có bất kỳ mùi vị, phân tán ở trong thải hồng sương mù, bản thân không có bất kỳ độc tính. Thế nhưng một khi hút vào thân thể, sẽ sản sinh ảo giác rất lớn, cuối cùng bị chết trên biển rộng. Loại phấn sắc tinh trần này không cách nào dùng nguyên khí xua tan, biện pháp duy nhất có thể xua đuổi, là hồn lực mạnh mẽ. Lý Vân Tiêu ung dung nhấp ngụm trà, thản nhiên nói. Người tìm ta, chính là vì xua tan phấn sắc tinh trần. Phốc, Đoàn Việt đang uống trà trực tiếp phun ra ngoài, liên tục ho khan không ngừng. Hắn liều mạng vỗ ngực, đầy mắt đều là vẻ giật mình. Ngươi, hắn khiếp sợ tột đỉnh, một mặt cụt hứng, chỉ cảm thấy cả người vô lực nói. Ngươi thật sự chỉ có 15 tuổi. Phấn sắc tinh trần coi như là liệp yêu giả quanh năm ở hải vực bắt giết động vật biển, cũng chưa chắc biết. Chỉ có cường giả đạt đến trình độ nhất định mới biết có một loại vật như thế tồn tại. Ngươi mới 15 tuổi a, cấp 3 thuật luyện, nhất tinh đại vũ sư, lại không chỗ nào không biết, ngươi đến tột cùng là thế lực nào bồi dưỡng ra được yêu nghiệt. Sau này ta có nhi tử tôn tử cũng đưa tới đó bồi dưỡng. Lý Vân Tiêu mỉm cười, đối với thải hồng sương mù hắn không chỉ biết, hơn nữa còn trải qua một lần. Trên đại lục tương truyền năm đó hắn giết hết 8.000 dặm hải tộc, toàn bộ đại hải đều bị nhuộm đỏ như máu, này đều là nhân loại vì mặt mũi của mình mà truyền ra như thế. Tình huống thực tế là hắn bị người hải tộc truy sát 8.000 dặm,
có điều dọc theo đường đi chém giết hải tộc chặn đường nhiều vô số kể, đại diện tích nước biển bị nhuộm thành màu đỏ, này ngược lại là sự thật. Sau đó bị truy cùng đường mạt lộ, thời điểm cho rằng chắc chắn phải chết. Dĩ nhiên xuất hiện thải hồng sương mù, trực tiếp đem hắn truyền tống đến một đại hải vực khác, lúc này mới trở về từ cõi chết, tìm lại một mạng. Tuy rằng lực chiến đấu của hắn cực cường, nhưng đối mặt mấy chục ngàn hải tộc cường giả phô thiên cái địa, cửu thiên cảnh vũ đế số lượng hàng trăm, coi như là cao thủ 10 vị trí đầu của thiên địa phong vân bảng đến đông đủ, toàn bộ cũng ngỏm củ tỏi a. Sau đó tứ hải cộng chủ ba gia không tìm được người, không chịu nổi tứ hải vương tộc áp lực, mang theo hàng ngàn, hàng vạn cường giả vây công thánh vực, ngay cả thánh vực thần đô cũng không dám ứng chiến, treo cao miễn chiến bài. Người hải tộc vây quanh mấy tháng không có kết quả, lúc này mới mắng to một trận phẫn nộ mà về. Lý Vân Tiêu nhớ tới việc năm đó, có cảm giác dường như đang mơ. Hắn mỉm cười nói, ngươi là liệp yêu giả của thiên hương đế quốc, lại chạy đến hỏa ô đế quốc thuật luyện sư tìm người. Hơn nữa chuyên môn chọn thuật luyện sư trẻ tuổi, kinh nghiệm ít, có thể thấy được ngươi là người dị thường cẩn thận, lòng nghi ngờ rất nặng. Cùng người như ngươi hợp tác, ta sợ bị ngươi nuốt sạch, xương cũng không còn. Đoàn Việt cười khổ nói, thế tục hiểm ác, ngươi cũng biết phần hải đồ này giá trị lớn bao nhiêu. Nào dám tìm người quá lợi hại hợp tác. Bây giờ tìm đến ngươi, ta cũng đã hối hận rồi. Sợ bị ăn hẳn là ta mới đúng. Lý Vân Tiêu nhìn phần hải đồ này, liếm liếm môi, đối với giá trị phần hải đồ này hắn không đáng kể, mấu chốt nhất chính là côn thần thụ cùng độc huyết của động vật biển, hai thứ đồ này hắn là tình thế bắt buộc. Đoàn lão quá khiêm tốn, lẽ nào ngài là thất tinh vũ tông, còn có thể sợ ta một nhất tinh đại vũ sư sao? Ngươi tùy tiện một đầu ngón tay cũng có thể cách không đâm chết ta. Lo sợ run rẩy chính là ta mới đúng. Nói đi, chúng ta nên hợp tác như thế nào? Được chỗ tốt lại phân chia như thế nào? Đoàn Việt tinh tế suy tư một trận, ngưng tiếng nói. Nếu ngươi biết phấn sắc tinh trần, vậy dĩ nhiên biết uy lực thứ này. Ta đầu tiên muốn biết, ngươi có mấy phần chắc chắn xua tan thứ này? Lý Vân Tiêu cười nói, một luồng tự tin hiện lên ở trên gương mặt, ngón trỏ có tiết tấu gõ nhẹ mặt bàn, thản nhiên nói. Nếu như vẻn vẹn là hai người thông qua, tự tin 100%. 100%. Đoàn Việt lấy làm kinh hãi, đột nhiên con ngươi mở lớn, tràn đầy vẻ ngờ vực. Nếu những người khác thuận miệng nói bậy như vậy, hắn là kiên quyết không tin. Nhưng nếu đối phương biết phấn sắc tinh trần, này bao nhiêu cũng có hiểu biết nhất định. Nếu dám nói ra 100%, tình huống thật coi như không tới 100%, phỏng chừng cũng gần như. Không nghĩ tới hồn lực của ngươi dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Đoàn Việt khẽ gật đầu nói. Như vậy rất tốt, sau khi thông qua thải hồng sương mù, chúng ta đồng thời hành động, đoạt được đồ vật 28 phân. 28 phân, ngươi không phải là muốn nói ngươi 8 ta 2 chứ? Ngươi nói xem, lẽ nào ta là thất tinh vũ tông nắm 2, ngươi nhất tinh đại vũ sư nắm 8? Đừng quên, hiện tại ngươi còn phải nghe ta sai phái. Coi như ta không hợp tác với ngươi. Ta đơn độc đi, ngươi cũng phải theo bên người ta nghe lệnh. Ngươi, được rồi, 37, ngươi không thể lại thêm. Dù sao hải đồ này là của ta, đến thời điểm xuất lực nhiều nhất phỏng chừng cũng là ta. Phỏng chừng, ngươi dùng sự tình khả năng tồn tại, nhưng không hẳn tồn tại, đến phân phối thu vào. Là ngươi đồng ý sao? Ngươi, chẳng lẽ sẽ là ngươi xuất lực càng nhiều? 4, 6 ta là tuyệt không đáp ứng. Vậy chính ngươi đi xua tan phấn sắc tinh trần đi, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Vật kia chỉ cần hút vào một hơi, liền triệt để tê liệt thần thức, chờ bị động vật biển bài tiết ra ngoài đi. Được rồi, 4, 6, trái tim ta thật đau a. Đoàn Việt một trưởng cầm lấy trái tim mình, làm ra vẻ mặt thống khổ không muốn, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, tự mình rót chén trà, xa xôi nói. Hai cái phương án, một là 50-50. Hai là côn thần thụ quy ta, giúp ta săn giết một con động vật biển cấp 4 trở lên mang độc. Còn lại tất cả mọi thứ đều quy ngươi. Chọn một đi. Không được. Đoàn Việt trực tiếp nhảy lên, cả giận nói. Tiểu tử ngươi chớ quá mức. 50-50 quả thực chính là nằm mơ. Cho tới côn thần thụ, chính là thiên tài địa bảo, giá trị không thể đánh giá, thậm chí không dưới vật liệu cấp 9. Giúp ngươi giết đầu động vật biển còn tạm được. Như vậy đi, ta giúp ngươi giết hai con, còn lại tất cả mọi thứ đều quy ta. Đùng.
Lý Vân Tiêu đem chén trà đặt ở trên bàn, lãnh đạm nói. Ngươi nói lời này, ngươi đây là có thành ý sao? Ta không thành ý. Đoàn Việt lồi con ngươi, tức giận nói. 50 ta thiệt thòi lớn rồi, nhưng nếu côn thần thụ quy ngươi, một khi đi đến hải vực đối diện, ngoại trừ côn thần thụ lại không còn những vật khác, vậy ta còn không tại chỗ ngã vào hải lý chết đi cho rồi. Lý Vân Tiêu cười nói. Cho nên nói chuyện làm ăn, nếu có thể ăn được thiệt thòi, chịu thiệt mới là phúc a. Đừng quên, hiện tại ngươi còn phải nghe ta sai phái, cho ngươi 50 ta đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đoàn Việt liều mạng gõ đầu của mình, tự gây nhiệt không thể sống a, tại sao phải đi theo tiểu tử này đánh cược? Làm cho hiện tại khắp nơi rơi vào bị động, hắn một trận cuồng, lúc này mới bình tĩnh lại, thống khổ nói. Được, ta đáp ứng ngươi 50, có điều ta có một điều kiện. Hả? Lý Vân Tiêu nhìn hắn một mặt nghiêm nghị, lạnh nhạt nói. Điều kiện gì, nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu là loại hình ngươi chọn trước, ta sẽ không đồng ý. Đoàn Việt muốn té xỉu, hắn thực sự không nghĩ ra, một thiếu niên 15 tuổi làm sao sẽ khôn khéo như vậy, thời điểm mình 15 tuổi hình như cả ngày nghĩ làm sao tán gái a. Hắn cười khổ lắc lắc đầu nói. Điều kiện của ta chính là, nếu như có một ngày ngươi có thực lực, phải giúp ta luyện chế một viên thái hư hoàng cực kim đan. Con ngươi của Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc, trong ánh mắt lóe lên vẻ ác liệt, lần thứ hai trên dưới đánh giá Đoàn Việt vài lần, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Thật sự, Đoàn Việt đại hỉ, cả người kích động suýt chút nữa khó có thể kiềm chế, lập tức lại hồ nghi nói. Ngươi biết thái hư hoàng cực kim đan sao? Hắn chỉ lo đối phương căn bản không biết loại đan dược này, chỉ là thuận miệng hứa hẹn lung tung mà thôi. Dù sao loại đan dược này không phải đẳng cấp như hắn có thể tiếp xúc được, chỉ sợ đến thời điểm nói mình không biết, đổi ý, vậy thì khóc cũng không có chỗ khóc. Tuy rằng hiện nay Lý Vân Tiêu chỉ có thuật đạo cấp 3, nhưng hắn không biết vì sao lại rất tin tưởng, thiếu niên trước mắt này tương lai nhất định có thể danh dương hóa thần hải, trở thành một vị thuật luyện đại sư ghê gớm. Hiện tại trước tiên cầu một hứa hẹn, tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Thiết, không phải là cửu tinh vũ hoàng đỉnh cao thời điểm đột phá vũ tôn, có thể tăng cường 3 thành tỷ lệ đột phá sao? Lý Vân Tiêu khinh thường nói. Đoàn Việt thấy hắn có thể nói ra thuộc tính đan dược, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa nghe khẩu khí xem thường kia của đối phương, loại đan dược muôn vàn khó cầu, tuyệt đối để các thế lực lớn đều đánh nhau vỡ đầu, ở trong miệng hắn dĩ nhiên là xem thường như vậy, nhất thời phát hỏa, cả giận nói. Đệt, chỉ là, 3 thành tỷ lệ đột phá a, ngươi biết đây là đan dược mấy cấp sao? Ngươi biết có khó luyện chế như thế nào sao? Ngươi biết 3 phần 10 tỷ lệ ý vị như thế nào sao? Hừ, Lý Vân Tiêu khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, thật giống như xem một quỷ nghèo cầm bánh màn thầu giống to, hắn nhẹ rên một tiếng, bắt đầu nhắm mắt lại nói. Thái hư hoàng cực kim đan, cấp bậc cấp 8, do Không Liệp Nha, Nham Xà Thảo cùng Phượng Vô Huyết 3 vị chủ tài, cộng thêm nguyên liệu cấp 9 đoạn long sa phong, cùng với 1,720 loại phụ tài. Thời điểm luyện chế phải thay đổi 12 trận pháp, tổng cộng 36 vạn đạo pháp quyết, người luyện chế không chỉ cần hồn lực cấp 8, đây là yêu cầu thấp nhất, hơn nữa còn phải dự bị 3 viên hồi thần đan cấp 7, như vậy mới có thể ở thời điểm hồn lực không chống đỡ nổi bù đắp vào. Bằng không coi như là tôn cấp thuật luyện sư cấp 8, cũng khó có thể luyện chế thành công. Trên quán vỉa hè yên tĩnh giống như quỷ dị, ngoại trừ Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng uống trà, không còn một tia động tĩnh. Cả người Đoàn Việt thật giống như triệt để hóa đá, chân chính biến thành xác ướp, ngốc ngồi ở đó không thể động đậy. Chờ Lý Vân Tiêu uống mấy ngụm trà, thay thế lá trà, mới hơi có chút phục hồi tinh thần lại. Ha, ha! Đoàn Việt ngây ngốc gõ đầu ngón tay, chỉ vào Lý Vân Tiêu cười nói. Giả, nhất định là giả. Khẳng định là tiểu tử ngươi thuận miệng nói bậy, tiểu tử ngươi thật hài hước. Cấp 8 đan dược ngươi cũng biết luyện phương, còn thuận miệng nói ra. Người coi mình là những trưởng lão kia của hóa thần hải sao, ha ha. Tuy rằng ngoài miệng hắn tràn đầy không tin, nhưng vẻ mặt cứng ngắc cùng khiếp sợ, nói rõ nội tâm hắn đã hoàn toàn tin tưởng. Lý Vân Tiêu lông mày hơi nhíu, nội tâm cười thầm không ngớt, lão giả hỏa này dĩ nhiên mấy lần đều nói trúng thân phận của hắn. Dưới thể xác 15 tuổi này, là linh hồn cửu thiên vũ đế, mà thân phận kiếp trước xác thực chính là hóa thần hải danh dự trưởng lão. Hắn khẽ mỉm cười nói.
việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi đi. Ta có chuyện rất trọng yếu ở trên người, không cách nào trì hoãn thời gian quá lâu. Ồ, chuyện gì? Đoàn Việt có chút ngạc nhiên, thiếu niên này dáng vẻ nhẹ như mây gió, thật giống như bất cứ chuyện gì trên đời này đều không đặt ở trong lòng hắn, dĩ nhiên cũng sẽ có chuyện rất trọng yếu. Chờ trở lại hãng nói đi, đến thời điểm còn phải nhờ Đoàn lão ngươi đại lực giúp đỡ. Hai người ra quán trà, Lý Vân Tiêu từ trên người lấy ra một đồ vật, trong mắt Đoàn Việt sáng ngời, ước ao khen. Hổ vương chiến xa, đây chính là thứ tốt cấp 5A, chỉ là thả ra ở đây không quá thích hợp. Gần đây Thượng Dương Thành không biết có cao thủ thần bí nào, dĩ nhiên đem Huỳnh Dương ra phá hủy trong nháy mắt, quả thực chính là nói nghe sởn cả tóc gáy. Hiện tại toàn bộ đế đô đều giới bị trong tình trạng cấp 1, nếu ngươi thả ra hổ vương chiến xa, sợ là trong nháy mắt liền bị hơn trăm đạo thần thức nhìn chằm chằm. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, xem thường nói. Muốn chính là hiệu quả này. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của Đoàn Việt, hắn trực tiếp đem hổ vương chiến xa vứt ra ngoài, nhất thời ở trên không trung kịch liệt lớn lên, rất nhanh một bóng mở hiện lên ở trên đường. Tiểu tử ngươi thật là không sợ trời không sợ đất a. Đoàn Việt không nói gì nhìn Lý Vân Tiêu nhảy lên, hắn cũng chỉ có thể theo nhảy lên. Lý Vân Tiêu cười to vỗ trận pháp khống chế chiến xa một cái, nhất thời cả bộ chiến xa hóa thành một đạo lưu quang màu hổ phách, nhanh chóng ở trên bầu trời Thượng Dương Thành lướt qua, hướng về phương hướng Thiên Hương Đế Quốc lao đi. Không phải không sợ, mà là tiểu gia muốn chính là hiệu quả như thế này. Theo chiến xa xuất hiện cùng rời đi trong nháy mắt, vô số đạo thần thức điên cuồng lao tới, nhưng tất cả đều bị một đạo càng mạnh hơn thần niệm dồn dập ngăn cản ở ngoài, không cách nào tiến vào nửa phần. Những thám tử kia từng cái kinh hãi không ngớt, Thượng Dương Thành bầu trời nhất thời xuất hiện mấy chục đạo bóng người, dồn dập hướng về phương hướng khác nhau chạy đi. Ở trong một tiểu viện của cung Phụng Đường, Chu Cẩn đang ngồi xếp bằng đột nhiên tinh thần hơi động, cả người hoàn toàn biến sắc, kinh hỉ kêu một tiếng. Là hắn. Sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện ở trên không mấy trăm mét, nhìn vĩ quang màu hổ phách biến mất ở phía chân trời, nhất thời tức giận đến oa oa kêu to. Truy cũng không phải, không truy cũng không phải, hắn chỉ có thể phẫn nộ mà về, trong cung Phụng viện rất nhanh liền truyền đến tiếng tức giận mắng liên tục, không ai dám nói một tiếng, mấy phút sau mới yên lặng xuống. Mục đích của Lý Vân Tiêu chính là tận lực nhiễu loạn tầm mắt của rất nhiều thế lực trong Thượng Dương Thành, tranh thủ cho Viêm Vũ Thành nhiều chút thời gian. Tuy rằng hắn hung hăng càn quấy, nhưng dù sao không phải người ngu. Lấy thực lực Viêm Vũ Thành hiện nay, căn bản không đủ để cùng bất kỳ một thế lực nào của Hỏa Ô Đế Quốc hò hét, nhưng đã làm nổ hỏa dược, vậy liền để loạn thêm một ít mới tốt. Động tác lần này của hắn, lập tức tiến vào mạng lưới tình báo của các thế lực lớn. Càng có thế lực lớn phái ra chiến xa đuổi mấy ngàn dặm, lúc này mới phẫn nộ mà về. Nhưng toàn bộ có thể khẳng định, phương hướng bọn họ rời đi chính là Thiên Hương Quốc. Liền một loạt động tĩnh liên quan với Thiên Hương Quốc cũng dồn dập tiến vào trong tầm mắt các thế lực lớn. Ngươi không sợ những lão quái vật trong Thượng Dương Thành kia đuổi theo? Có ngươi ở đây, ta sợ cái gì? Những lão quái kia đều là Vũ Hoàng cấp A. Ngươi thay ta chặn một trận, lấy tốc độ của hổ vương chiến xa, cũng đầy đủ ta chạy trốn. Đệt! Hai người mắng mắng chít chít. Hổ vương chiến xa nhanh chóng ở trên bầu trời bay nhanh, rất nhanh liền tiến vào phạm vi Thiên Hương Đế Quốc. Thiên Hương Đế Quốc chính là quốc gia thực lực mạnh nhất trong thiên vũ giới Nam vực Tam Quốc, mà Thanh Hải Trấn càng là nơi hội tụ nhiều hơn phân nửa võ giả. Tuy nói là một trấn nhỏ, nhưng so với thành trì phổ thông càng lớn hơn rất nhiều, có ít nhất mấy chục triệu nhân khẩu, mà trình độ phồn hoa càng là hàng đầu quốc nội. Rất xa liền nhìn thấy lượng lớn huyền phù chiến xa lăng không đứng ở trên bầu trời Thanh Hải Trấn. Đây là cảnh tượng mà bất luận thành thị nào cũng không thấy được, lấy Thanh Lang chiến xa cấp 3 làm chủ, hổ vương chiến xa cũng không phải số ít. Cũng không có thiếu chiến xa hình thể càng to lớn hơn, giống như một đống phượng mao củ ấu huyền phù trên không trung, khí tức sâu dày từ trên chiến xa lan ra, mấy cái trận pháp to lớn ngưng khắc ở trên xe, tỏa ra ánh sáng dịu dịu, làm cho người ta có một loại cảm giác rộng lớn, chính là Thanh Loan chiến xa cấp 6. Lý Vân Tiêu cũng giật mình không nhỏ. Tuy rằng chiến xa cấp 6 chỉ cao hơn một cấp, nhưng hai người chênh lệch đã khác nhau một trời một vực. Chuẩn xác mà nói, Thanh Loan chiến xa cấp 6, đã là tồn tại cấp bậc chiến hạm. Coi như là thuật luyện sư cấp 6, cũng tuyệt đối không thể đơn độc luyện chế ra. Ít nhất phải tập hợp 5 tên thuật luyện sư cấp 6 trở lên, mới có thể hoàn thành.
Nhưng ở nơi như thiên vũ giới Nam Vực, thế lực nào có 5 tên thuật luyện sư cấp 6 trở lên? Coi như là ở Bắc Vực, chiến hạm cấp 6 cũng vô cùng ít ỏi. Kha kha, tiểu tử, mở mang tầm mắt a. Đoàn Việt nhìn dáng dấp hắn giật mình, nhất thời trong lòng hồi hộp, từ khi biết nhau đến hiện tại, đều là một bộ nhẹ như mây gió, dáng vẻ không để vật gì ở trong mắt chút nào, đã sớm muốn mạnh mẽ đánh hắn một trận. Mở tầm mắt, Lý Vân Tiêu xì cười một tiếng, tràn đầy xem thường khinh bỉ nói. Ta chỉ là xem chiến hạm cấp 6 kia chế tạo thô ráp như vậy, chỉ có hình, lãng phí vật liệu. Lần thứ nhất biết, nguyên lai Thanh Loan chiến hạm cũng có thể bị làm cho bỏ đi như thế. Ngươi, Đoàn Việt tức điên, tuy rằng trước đây hắn cũng xem những chiến hạm này không hợp mắt, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì mình không có, nhưng giờ khắc này rõ ràng đứng ở một mặt khác, hung tợn nói. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Ngươi có biết hai chiếc Thanh Loan chiến hạm này là của thế lực nào hay không? Bên trái chính là của Thiên Hà Các, có người nói là tiêu tốn con số nguyên thạch trên trời, từ hóa thần hải mua đi. Thiên Hà Các ngươi hẳn phải biết chứ? Tại Thiên Hương đế quốc địa vị giống như là tụ thiên tông của Hỏa Ô đế quốc. Còn bộ bên phải kia, càng thêm khó lường, chính là đồ vật của Đông Vực Tinh Túc Tông. Tinh Túc Tông ngươi biết không? Ta xem ngươi hẳn là không biết. Lão tử nói cho ngươi, Tinh Túc Tông. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm ngắt lời nói. Tinh Túc Tông chủ tu chính là kinh đào hãi lãng quyết, cần đại lượng yêu đan của động vật biển làm phụ trợ. Cho nên đối với động vật biển nhu cầu rất lớn. Chẳng trách chú trọng Thanh Hải Trấn như vậy. Nhưng theo ta biết, sức mạnh của bọn họ chủ yếu vẫn tập trung ở Đông Hải Thiên Uyên Thành, nơi đó mới là địa phương tài nguyên hải vực nhiều nhất Thiên Vũ Đại Lục. Hơn nữa tông chủ tinh tú lão nhân đam mê bé gái 13-14 tuổi, còn nhất định phải xử nữ mới được, hầu như mỗi ngày không làm mấy cái liền ngủ không ngon. Tinh Túc Tông còn đặc biệt vì chuyện này kiến thiết một tòa cung điện nuôi nhốt nữ hài cho lão gia hỏa kia hưởng dụng. Sau khi bị tinh tú lão quái phá, yêu thích liền lưu lại làm hầu gái, không thích liền trực tiếp giết hoặc thả đi. Tà ác như thế, này thật đáng chết. Đoàn Việt dại ra mắng, tại sao Tinh Túc Tông cần động vật biển hắn cũng không rõ ràng, cũng không biết Thiên Uyên Thành là cái gì, còn tông chủ của bọn họ tên là gì, có ham mê gì càng không rõ ràng, chỉ biết thực lực Tinh Túc Tông vô cùng mạnh mẽ. Bị Lý Vân Tiêu đoạt từ, nhưng không nói ra được nửa câu nói, hắn nuốt ngụm nước miếng, tức giận nói. Ta không tin chuyện trên đời này, người cái gì đều hiểu được. Lý Vân Tiêu đắc ý cười to nói. Sự tình ta không biết rất nhiều, nhưng đều ở ngoài phạm vi ngươi hiểu biết. Ha ha, so thông minh với ta, người đây là tự tăng phiền não. Đoàn Việt buồn bực không để ý đến hắn nữa, hắn phát hiện ở cùng với Lý Vân Tiêu, hoàn toàn là mình thành hài tử. Đi xuống dạo trước a, ta muốn mua ít đồ. Lý Vân Tiêu đột nhiên ngừng lại hổ vương chiến xa. Trôi nổi ở trên không Thanh Hải Trấn, nhìn thành thị phía dưới phồn hoa như gấm, trong mắt tỏa ra ánh sao. Ha ha, hài tử chính là hài tử, chỉ thích mới mẻ. Đoàn Việt nhất thời cười to lên, cuối cùng cũng coi như để hắn bắt được nhược điểm, giễu cợt nói. Nông thôn đến chính là nông thôn đến, chưa từng va chạm xã hội. Ở Thanh Hải Trấn đi dạo cũng được, sau khi trở về còn có thể cùng người trong nhà nói khoác. Lý Vân Tiêu không để ý tới hắn. Trực tiếp hạ xuống ở trên một quảng trường khổng lồ phía dưới, nơi này đặt lượng lớn huyền phù chiến xa, chính là nơi chuyên môn hạ cánh. Thanh Hải Trấn bởi vì tài nguyên hải dương đặc biệt, từ một trấn nho nhỏ nguyên bản, trải qua vô số lần xây dựng thêm, bây giờ quy mô không dưới bất kỳ thành trì nào. Hơn nữa tùy tiện đi ở trên đường, đều là võ giả trên người tỏa ra nguyên lực gợn sóng, hơn phân nửa vũ lực của Thiên Hương quốc đều trấn thủ ở nơi này, giữ gìn trật tự. Còn đi chưa được mấy bước, liền đụng một tiểu đội tuần tra hơn 20 người. Đội trưởng dĩ nhiên có tu vi vũ vương, đội viên cấp bậc thấp nhất cũng là đại vũ sư. Càng làm cho Lý Vân Tiêu buồn bực không ngớt chính là, loại tiểu đội này tại Thanh Hải Trấn nhiều vô số kể. Này cho hắn xúc động cực lớn, ám thầm hạ quyết tâm, sau này sức mạnh Viêm Vũ Thành nhất định phải phát triển vượt qua Thanh Hải Trấn. Ngoá, người dùng vũ vương làm tiểu đội trưởng, sau đó Viêm Vũ Thành của lão tử sẽ cho Vũ Tông làm đội viên. Hắn ở Thanh Hải Trấn hơi hơi quay một vòng, đối với tình huống nơi này trên căn bản có hiểu rõ đại thể. Bao nhiêu thương hội cùng thế lực Nam Vực đều dựa vào tài nguyên trong đại dương này ăn cơm, ngay cả thương minh bảy đại thành viên thường trực cũng có 3 nhà mở chi nhánh ở đây. Vạn Bảo Lâu chính là một nhà trong đó. Tuy rằng bề ngoài không quá dễ thấy,
nhưng không có bất kỳ người nào dám coi thường sự tồn tại của nó. Không chỉ là tổ chức thương hội đệ nhất thiên vũ đại lục, đồng thời cũng là một trong những siêu cấp thế lực. Hai vị quý khách xin mời vào, xin hỏi có nhu cầu gì sao? Một mỹ nữ vóc người yểu điệu tiến lên đón, bên hông lộ ra một thẻ số, viết số 17. Nét mặt nàng tươi cười như hoa nhìn hai người, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Đoàn Việt. Bên trong người đến người đi, mỹ nữ ăn mặc chế phục đặc biệt có hơn 20 người, hơn phân nửa đang chào hỏi khách nhân, còn mấy cái chỉnh tề đứng trước quầy, chờ đợi một nhóm khách mới. Đoàn Việt vội vàng lôi kéo Lý Vân Tiêu nói. Tiểu tử, ngươi đừng xem cửa tiệm này nhỏ, ta có thể nói cho ngươi, cái tiêu chí này ngươi biết đại diện cho cái gì không? Đây chính là đại lục đệ nhất thương hội Vạn Bảo Lâu, có thể ở đây tiến hành giao dịch, đều không phải. Làm phiền, gọi người phụ trách cao nhất của các ngươi tới. Lý Vân Tiêu nghe xong vài câu, trực tiếp đánh văng tay Đoàn Việt ra, trong ánh mắt rất che giấu lộ ra hai chữ, mất mặt, một bộ không quen biết hắn. Người phụ trách cao nhất. Lý Vân Tiêu không chỉ để Đoàn Việt ngây người, ngay cả mỹ nữ số 17 cũng dại ra. Khi hai người tiến vào, nàng bản năng cảm giác được khí thế trên người Đoàn Việt bất phàm, ngay cả trọng điểm dò hỏi cũng rơi vào trên người Đoàn Việt. Hiện tại lại bắt đầu quan sát Lý Vân Tiêu. Vạn Bảo Lâu nơi đây mỗi ngày tiếp nhận nghiệp vụ cũng không phải số ít, nhưng vừa tiến vào liền trực tiếp tìm người phụ trách cao nhất, mấy tháng cũng khó gặp một lần, hơn nữa nhiều là thượng cấp phái tới tuần tra nghiệp vụ. Nàng không khỏi đối với thân phận của Lý Vân Tiêu tiến hành tính toán một lần nữa, lẽ nào vị lão giả khí thế bất phàm kia là người hầu của thiếu niên này. Sắc mặt Đoàn Việt dần dần xanh đi, tuy rằng Vạn Bảo Lâu là mở cửa làm ăn, nhưng cũng là siêu cấp thế lực, nếu thuần túy tìm cớ, sợ là chết cũng không biết mình chết như thế nào. Mỹ nữ số 17 vẫn tính bình tĩnh, dù sao các loại khách hàng đều gặp, nhất thời thu lại thần thái tùy ý, một bộ đoan trang mỉm cười hiện lên ở trên mặt. Công tử, không biết tìm lâu chủ có chuyện gì không? Ta muốn cùng các ngươi làm một bút sinh ý giá trị trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch. Lý Vân Tiêu ở trong điếm nhìn vài vòng, thuận miệng thản nhiên nói. Trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch. Mỹ nữ số 17 cả kinh, trên mặt lướt qua vẻ bối rối, nhưng càng nhiều chính là đại hỉ, vội vàng nói. Công tử ngài xin mời vào, ta liền đi gọi lâu chủ đến. Nàng mang hai người Lý Vân Tiêu hướng về trên lầu. Mấy mỹ nữ còn lại trên mặt đều là vẻ hâm mộ, mỗi cái vạn phần đố kỵ. Bọn họ phụ trách đón khách, là có tiêu thụ trích phần trăm. Một bút sinh ý trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch nếu làm thành, đời này liền tuyệt đối áo cơm không lo. Hai người được mang tới một gian phòng tiếp khách tinh xảo, mỹ nữ số 17 liền vội vàng khom người lui ra, đi thông báo lâu chủ. Đoàn Việt nhìn vẻ mặt Lý Vân Tiêu thảnh thơi, thưởng thức bích họa trên tường, nội tâm căng thẳng như đòi mạng. Này, ta nói đừng nghịch, ngươi là nói thật hay giả, nếu như giả, hiện tại chạy vẫn còn kịp. Bình tĩnh, đương nhiên là thật, bằng không ta có mấy cái mệnh dám tới nơi này ngang ngược. Lý Vân Tiêu khinh bỉ nói. Lúc này Đoàn Việt mới yên tâm, hắn ở Thanh Hải trấn lăn lộn quá lâu, tự nhiên biết sau lưng những thế lực này đáng sợ. Một lát sau, liền nghe ở cửa có một âm thanh vang dội truyền đến. Quý khách đến, không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón a. Một lão giả miệng cười ha hả đi vào, trường bào chính là điển hình của nhân vật cầm quyền Vạn Bảo Lâu, mỹ nữ số 17 thì cẩn thận từng ly từng tí ở sau lưng lão giả. Tại hạ Vạn Bảo Lâu Thanh Hải trấn phân lâu lâu chủ Vưu Khang Thuận, không biết tôn tính đại danh của hai vị quý khách. Ánh mắt Vưu Khang Thuận từ trên người Đoàn Việt miết qua, liền rơi vào trên người Lý Vân Tiêu. Tình huống hai người hắn đã nghe hạ nhân nói. Cũng đồng dạng nhận định Lý Vân Tiêu là chủ, vị Vũ Tông Cường giả kia chỉ là tùy tùng. Có thể có Vũ Tông Cường giả làm tùy tùng, tại Nam vực này, thực là không thường thấy. Vì vậy thái độ càng ngày càng cung kính lên. Không dám, tại hạ Lý Vân Tiêu, Vưu lâu chủ gọi ta Vân Thiếu liền được rồi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, cả kinh nói. Không nghĩ tới Vưu lâu chủ dĩ nhiên là Vũ Tông Cường giả. Bình thường phải là đế quốc cấp một phân lâu mới sẽ phái Vũ Tông Cường giả tọa chấn, tỉ như Hỏa Ô đế quốc là có hai tên Vũ Tông Cường giả. Mà Thanh Hải trấn chỉ là một thành trì của Thiên Hương đế quốc mà thôi, có thể thấy được tình thế nơi này xác thực hết sức phức tạp. Vưu Khang Thuận cười ha ha, vội vàng nói. Không dám không dám, tại hạ may mắn đột phá đến nhất tinh Vũ Tông,
đời này phỏng chừng là đứng ở trình độ này. Cùng vị đại nhân kia so sánh, quả thực chính là ánh nến cùng nhật nguyệt khác biệt. Tu vi của Đoàn Việt hắn hoàn toàn nhìn không thấu, nhưng loại khí thế ẩn mà không phát kia, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, mức độ thấp nhất cũng ở trên mình. Tiểu Nhã, còn không mau lấy ra đỉnh cấp lá trà mà ta cất giấu. Mỹ nữ số 17 vội vàng khom người lui ra, rất nhanh liền bày được bộ bình trà, một luồng nước suối chảy ra, nhất thời trà hương phân tán. Hai vị, xin mời thưởng thức Thâm Hải Hắc Trà ngàn năm của ta. Sinh ra từ biển sâu vạn dặm của Nam Hải, dùng kim tệ là không mua được. Coi như là nguyên thạch thu mua, cũng tuyệt đối là có tiền mà không thể mua. Vưu Khang Thuận vẻ mặt đắc ý, nếu không phải dáng vẻ đối phương có chút lai lịch, hắn làm sao cũng không nỡ lấy ra đãi khách. Tiểu Nhã rót trà cho mọi người, Lý Vân Tiêu cười khẽ uống một ngụm, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, khen. Cha cha, thật nhiều năm chưa hưởng qua lá trà cực phẩm như vậy. Thanh Hải trấn này quả thật là một khối bảo địa, Vưu lâu chủ thật là biết hưởng thụ a. Vưu Khang Thuận mỉm cười, nhẹ nhàng thổi lá trà, vì tranh vị trí phân lâu chủ này, hắn là tiêu tốn không ít vốn liếng, có điều những năm qua, đã sớm kiếm về cả gốc lẫn lãi. Vân thiếu quá khen, bảo vệ cái phân lâu này, cả ngày lao lực bận tâm, nào có hưởng thụ gì. Không biết lần này Vân thiếu muốn nói chuyện làm ăn gì. Dĩ nhiên giá trị trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch. Tuy rằng sản vật của Thanh Hải trấn cực kỳ phong phú, chuyện làm ăn thường thường vô cùng bạo tay, nhưng một lần hơn triệu thượng phẩm nguyên thạch cũng là cực kỳ hiếm thấy. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, đem chén trà thả xuống, thản nhiên nói. Kỳ thực cũng không có gì, ta muốn hướng về Vạn Bảo Lâu các ngươi mượn một nhóm đồ vật giá trị trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch mà thôi. Tính, trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Con! Nắp ấm trà trong tay Tiểu Nhã ở dưới thất thần trực tiếp rơi xuống đất, vỡ nát tan. Phốc, phốc, Vưu Khang Thuận cùng Đoàn Việt đều là trong nháy mắt phun ngụm trà ra ngoài, ngay sau đó kịch liệt ho khan, hai người đều bị nước trà sặc đến đỏ mặt tía tai, liều mạng vỗ vực. Vưu Khang Thuận xanh cả mặt, đột nhiên vỗ bàn một cái, ánh mắt của hắn dần dần lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Vân Thiếu, ngươi nói chuyện thật là hài hước a. Đoàn Việt cũng mắt choáng váng, nguyên lai chuyện làm ăn hơn triệu, dĩ nhiên là muốn mượn người ta hơn triệu. Âm thanh của Vưu Khang Thuận vừa ra, liền rõ ràng cảm giác được bên ngoài có một trận khí tức phun trào, chỉ ít mấy chục người trong nháy mắt liền vây quanh nơi này, sát khí nhàn nhạt bắt đầu tràn ngập không trung. Có câu nói, nhân sinh có tứ đại bi kịch, một cái trong đó chính là tha hương ngộ cố chi, vay tiền. Người quen vay tiền còn muốn trở mặt, huống hồ là không quen biết. Đoàn Việt âm thầm tức giận, thật không nên tin tiểu tử này, một bụng tâm địa gian dảo, dáng dấp kia của hắn, nơi nào như là có chuyện làm ăn muốn làm, lần này bị hắn hại thảm. Ha ha, Vưu lâu chủ ngươi quá nóng ruột, ngồi xuống từ từ nói chuyện, trà ngon còn không có uống, nguội liền rất đáng tiếc. Lý Vân Tiêu không coi ai ra gì, tự mình rót trà uống. Tiểu Nhã ngẩn ra, vội vàng thu thập nắp ấm trà bị vỡ, thay đổi một cái mới tinh. Nhưng trong mắt là vẻ u oán sâu sắc, ngay cả nàng cũng nhìn ra trích phần trăm sẽ hủy bỏ. Thần sắc trên mặt Vưu Khang Thuận bất định, xem dáng dấp của đối phương thật giống như không có sợ hãi, chẳng lẽ là thế lực nào cố ý phái tới gây sự. Thật giống như không đúng, nếu như vẻn vẹn là gây sự, không cần thiết phải hồ đồ như vậy. Hắn cố dằn lửa giận, chậm rãi ngồi xuống, chỉ là thần thái đã không ôn hòa như vậy, lạnh lùng nói. Vân Thiếu thật là thâm ảo a. Kính xin công khai. Tuy rằng Vạn Bảo Lâu ra đại nghiệp đại, nhưng tại hạ năng lực có hạn, nếu mượn một hai chục khối nguyên thạch, ta còn có thể cá nhân tài trợ cho Vân Thiếu ngươi. Còn ngươi nói con số kia, ta chỉ cho rằng Vân Thiếu đang nói đùa. Ta không hề có ý nói giỡn một chút nào. Lý Vân Tiêu nói từng chữ, trong ánh mắt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sắc mặt Vưu Khang Thuận lại lạnh xuống, trong con ngươi tuôn ra tức giận cuồn cuộn. Đoàn Việt vừa nhìn nhất thời cảm giác choáng váng, hắn bắt đầu nhanh chóng tính toán thực lực các cao thủ xung quanh, đã làm tốt dự định đột phá vòng vây rời đi. Lý Vân Tiêu từ trong giới chỉ lấy ra một tấm lệnh bài ném tới, cười nói. Cái lệnh bài này có thể mượn bao nhiêu? Một khối tiểu bài màu vàng tinh xảo đảo quanh ở trên bàn, mặt trên khắc họa hoa văn phức tạp, trong lúc xoay chuyển tỏa ra kim quang, chính là thẻ khách quý mà Ân Chiêu Dương cho hắn. Con người của Vưu Khang Thuận đột nhiên áp xúc, cầm khối kim bài kia cẩn thận đánh giá một phen, xác thực không giả,
tấm kim bài này đại biểu tuyệt đối là quý khách của Vạn Bảo Lâu, hơn nữa đẳng cấp còn trên quyền hạn của hắn. Lúc này hắn mới lộ ra vẻ khiếp sợ, hai tay nâng trả lại Lý Vân Tiêu. Nguyên lai Vân Thiếu là quý khách cấp 1 của Vạn Bảo Lâu, vì sao không nói sớm, hại lão hủ căng thẳng một hồi. Sắc mặt Vưu Khang Thuận nhất thời hòa hoãn, trở nên cực kỳ thân thiết, dường như người quen cũng nhiệt tình nói. Đây là chứng minh thân phận quý khách cấp 1, ở bất kỳ một nhà nào trong Vạn Bảo Lâu thương hội cũng có thể hưởng thụ đến giá cả cực kỳ ưu đãi, thế nhưng chuyện mượn tiền. Hắn hơi có chút khó khăn nói. Chưa bao giờ có tiền lệ a. Có thể trở thành quý khách cấp 1 của Vạn Bảo Lâu, không có chỗ nào mà không phải là một phương cường giả hoặc là người nắm quyền thế lực lớn, ai sẽ chạy tới vay tiền đây? Phải biết kim bài thân phận đẳng cấp này, tại toàn bộ Nam Vực, chắc chắn sẽ không vượt qua 10 tấm, ngay cả hắn cũng không có tư cách phân phát. Đoàn Việt cả kinh trợn to mắt, tuy rằng hắn không biết lệnh bài kia đại biểu cái gì, nhưng nhìn tốc độ trở mặt cùng thái độ chuyển đổi của Vưu Khang Thuật, lập tức liền rõ ràng là thứ không tầm thường. Trong lòng âm thầm tức giận mắng, hóa, có thứ tốt không sớm lấy ra, cố ý sái ta đúng không? Quý khách cấp 1 của Vạn Bảo Lâu, mẹ, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Hắn chỉ nghe được quý khách cấp 1, cho rằng là quý khách nhiều nhất. Nhưng đây chỉ là một loại vấn đề phân chia của Vạn Bảo Lâu, để người nắm thẻ coi mình rất cao cấp. Lý Vân Tiêu thì lại biết, ở trên cái gọi là cấp 1 này, chỉ ít còn có 4 đẳng cấp, cao cấp nhất chỉ là một khối tiểu bài bằng gỗ không đáng chú ý. Được gọi là tôn cấp quý khách. Thứ đó ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục cũng sẽ không vượt qua 5 khối. Kiếp trước tuy rằng mình không có tôn thẻ, nhưng cũng có ngọc thẻ kém một bậc, cũng là tồn tại giống như Phượng Mao Lân Giác. Lý Vân Tiêu mặt không hề cảm xúc, đem kim bài đặt ở trên đầu ngón tay vòng tới vòng lui, sau khi thưởng thức một lúc, mới thở dài nói. Như vậy, ta cũng không tiện làm khó dễ Vưu Lâu Chủ. Chỉ có thể đem khối kim bài này lấy đi ra ngoài bán. Có thể bán bao nhiêu tiền liền bấy nhiêu tiền, phỏng chừng chí ít cũng có mấy trăm ngàn thượng phẩm nguyên thạch a. Hắn lầm bầm lầu bầu nói, nhất thời dọa Vưu Khang Thuận nhảy dựng, sắc mặt nhất thời tái xanh. Phải biết mỗi một thẻ khách quý của Vạn Bảo Lâu đều là cực kỳ cao quý, nếu không có thân phận và địa vị tương ứng, hoặc là có đại ân với Vạn Bảo Lâu, bằng không là tuyệt sẽ không dễ dàng phân phát. Thẻ khách quý của Vạn Bảo Lâu tổng cộng chia làm 8 cấp, phân biệt là thượng tứ thẻ cùng hạ tứ thẻ. Hạ tứ thẻ từ thấp nhất cấp 4 đến cấp 1, mặc dù là hắn, cũng chỉ có tư cách phân phát thẻ khách quý cấp 3, mà quyền hạn chỉ có 1 tấm. Mà thượng tứ thẻ chia làm hồng bài, hắc bài, ngọc bài cùng tôn bài, ngay cả hắn cũng chưa từng gặp. Toàn bộ Nam Vực, thượng tứ thẻ chắc chắn sẽ không vượt qua 5 tấm, hơn nữa chỉ có hồng bài tồn tại. Vì lẽ đó thẻ khách quý cấp 1 tại Nam Vực đã là tồn tại hàng đầu. Nếu lấy ra đi bán, tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Cấp 1 ở bất kỳ một phân lâu nào của Vạn Bảo Lâu cũng có thể hưởng thụ 7 phần ưu đãi, nếu bị thương hội khác mua đi, quấy rối khắp nơi, sợ là giá cả toàn bộ Nam Vực sẽ bị quấy dày. Đến thời điểm đó thực là đại loạn, tất nhiên sẽ làm thượng cấp tức giận, nếu có tuần sát sứ đến truy cứu trách nhiệm, cũng không biết có thể lột ra mình hay không. Nghĩ tới đây, trên trán Vưu Khang Thuận nhất thời chảy ra mồ hôi lạnh, nội tâm cuồng mắng không ngớt, là tên trời đánh nào đem thẻ cấp 1 phân phát cho người như thế. Đây chính là tiết tấu xảy ra đại sự a. Lý Vân Tiêu nhìn dáng dấp hắn sốt sắng, nhất thời cười nói. Nếu không, Vưu Lâu Chủ ngươi mua đi, ta bán tiện nghi cho ngươi. Không không không. Vưu Khang Thuận vội vàng lắc đầu phất tay nói. Vân Thiếu, việc này không nói đùa được. Việc này quan hệ tín dự cùng danh tiếng của Vạn Bảo Lâu ta, nếu thẻ khách quý cấp 1 cũng có thể tùy ý buôn bán, vậy quý khách của Vạn Bảo Lâu ta há không phải thành chuyện cười lớn. Đối với thương hội mà nói, đây chính là sỉ nhục to lớn. Đến thời điểm coi như Vân Thiếu bản lĩnh thông thiên, cũng khó thoát khỏi Vạn Bảo Lâu ta trách phạt. Hắn nói đến phía sau, ngữ khí dị thường nghiêm nghị cùng nghiêm túc. Đoàn Việt cũng nghe rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, trong đầu một trận ong ong, mình đây là theo hạng người gì a? Sẽ không dẫn họa lên người chứ? Mình với hắn đi thải hồng sương mù không thành vấn đề chứ? Liên tiếp dấu chấm hỏi hiện lên ở trong đầu. Lý Vân Tiêu cười nói. Xem ngươi căng thẳng kìa. Hắn ngoắc ngoắc tay, vẻ mặt Vưu Khang Thuận vô cùng nghi hoặc đem lỗ tai tụ hợp tới, nghe hắn khẽ nói. Bỗng nhiên, nguyên bản hai con mắt tối tăm vẩn đục, lại lóe ra một mảnh tinh mang, cả người biểu hiện thật giống như hít thuốc lắc, đột nhiên tỏa sáng lên. Thật chứ?
Cả người Vưu Khang Thuận dại ra một hồi, trong đôi mắt thần quang lấp lóe, chỉ là khó có thể tin nói. Ngươi nói là thật sự. Đương nhiên. Lý Vân Tiêu híp mắt cười nói. Vưu lâu chủ có thể chậm rãi suy nghĩ, ta sẽ ở Thanh Hải trấn nghỉ ngơi mấy ngày, qua một thời gian ngắn lại đến bái phỏng Vưu lâu chủ. Cả người Vưu Khang Thuận có chút thất thần, nhìn dáng vẻ Lý Vân Tiêu muốn đi, vội vàng khom người dẫn đường nói. Vân Thiếu nói, lão hủ xác thực phải suy nghĩ cân nhắc thật kỹ. Đúng rồi, vạn bảo lâu của chúng ta tại Thanh Hải trấn này cũng coi như là có chút mặt mũi, nếu Vân Thiếu có khó khăn, tùy tiện sai hạ nhân đến báo cho một tiếng liền có thể. Vậy liền tốt. Lý Vân Tiêu thoải mái đồng ý, tựa hồ có ý riêng khẽ cười nói. Vưu lâu chủ phong nhã hào hoa, tiền đồ khó có thể hạn lượng a. Cả người Vưu Khang Thuận chấn động, lúng túng cười nói. Nhờ phúc của Vân Thiếu, nhờ phúc của Vân Thiếu a. Hắn nhìn bóng lưng Lý Vân Tiêu cùng Đoàn Việt dần dần rời đi, luôn cảm thấy hết thảy thật giống như ở trong mơ, không chân thực như vậy. Hắn ngơ ngẩn cả người, sau khi nhìn Lý Vân Tiêu đi xa, lúc này vẻ mặt mới nghiêm túc lên, xoay người nói với Tiểu Nhã. Ta muốn tới Phân Lâu Thiên Hương Đế Quốc, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chuyện nơi đây chính các ngươi quyết định, nếu thiếu niên này tới nữa, bất kỳ điều kiện gì đều tận lực thỏa mãn hắn. Nếu chuyện lần này có thể làm thỏa đáng, sau này tiền lương của ngươi trực tiếp tăng gấp 10 lần. Gấp 10 lần. Tiểu Nhã giật nảy cả mình, ngơ ngác nhìn Vưu Khang Thuận đi xa, trong đầu trống rỗng lên, tự lẩm bẩm. Thiếu niên kia đến cùng nói cái gì với lâu chủ? Đột nhiên âm thanh của Vưu Khang Thuận xa xa truyền đến, đánh gãy suy tư của nàng. Đúng rồi, là bất cứ chuyện gì trừ vay tiền ra. Tiểu Nhã. Đi trên đường lớn, Đoàn Việt sốt cục không nhịn được hỏi. Tiểu tử, người cuối cùng nói gì với hắn? Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái, kéo dài cổ họng nói. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người, người đàng hoàng theo ta là được, xem không hiểu cũng đừng hỏi. Ta sao sao? Đoàn Việt tức hận không thể đấm một nhát chết tươi hắn. Một đường lại đây, liền không để cho mình thoải mái qua một lần. Các loại hiếu kỳ là càng ngày càng nặng, bành trướng hầu như muốn nổ tung, nhưng tiểu tử này lại một mực không nói. Tiểu Việt, nơi này người quen thuộc, người đến dẫn đường đi. Vào trong trấn, nhìn lượng lớn võ giả lui tới, vẻ mặt bất nhất, thật giống như chợ bán thức ăn, hắn quay đầu nói. Ha, tiểu tử ngươi cũng có thời điểm nhờ ta a. Đoàn Việt nhất thời đến sức lực, như hít thuốc lắc tươi cười rạng rỡ đi lên phía trước, cái trán ngẩng cao, nghênh ngang dẫn đường. Đoàn Việt tựa hồ ở Thanh Hải trấn có tên tuổi không nhỏ, không ít người nhìn hắn đều lộ ra vẻ kiêng dè, né tránh rất xa. Càng như vậy, hắn càng cảm giác mình uy phong lẫm lẫm, cuối cùng cũng coi như ở trước mặt Lý Vân Tiêu ra chút danh tiếng. Ồ, Đoàn tiền bối. Đột nhiên một thanh âm mừng rỡ kêu lên, một trung niên người mặc lăng la y tươi cười nhìn Đoàn Việt, vội vã tiến lên hành lễ nói. Mấy ngày nay không có nhìn thấy Đoàn tiền bối, hại ta còn phái người tìm kiếm bốn phía một phen. Đoàn Việt nghiêng đầu sang chỗ khác, cau mày nói. Mã Văn Địch, người tìm ta làm gì? Mã Văn Địch này chính là đệ tử phi kiếm phái của Thiên Hương Đế Quốc, cả ngày du đãng tại Thanh Hải Trấn, chuyên làm chút việc đầu cơ trục lợi. Đương nhiên là có đại sự. Mã Văn Địch nhìn Lý Vân Tiêu một chút, tu vi nhất tinh đại vũ sư để hắn trực tiếp bỏ qua Lý Vân Tiêu tồn tại, một mặt thần bí lôi kéo Đoàn Việt nói. Gần đây ta phát hiện một chỗ tốt, dự định tổ chức một lần hành động lớn, không biết Đoàn tiền bối có hứng thú tham dự hay không? Không có hứng thú. Đoàn Việt trực tiếp đánh văng tay hắn ra, không do dự phủ quyết. Cái gọi là chỗ tốt chính là chỉ động vật biển quý trọng, bình thường gặp phải cấp bậc hơi cao, đều sẽ tổ chức nhân thủ đồng thời tới giết. Chỗ tốt ở trước khi xuất phát đều sẽ thống nhất bàn xong. Mã Văn Địch sửng sốt một chút, vội vàng nói. Ai, không nên vội từ chối a, Đoàn tiền bối là danh xưng hảo thủ. Các loại bắt giết cỡ lớn, nơi nào thiếu bóng dáng của tiền bối. Lần này chắc chắn sẽ không để tiền bối chịu thiệt. Không có hứng thú chính là không có hứng thú, khoảng thời gian này lão tử thích hành động đơn độc. Tránh ra, hiện tại ta muốn ra biển. Hắn vội đi vào trong thải hồng sương mù tầm bảo, nơi nào có tâm tư tham gia loại bắt giết cỡ lớn gì. Này không phải là phong cách của tiền bối ngài a, lần này chúng ta muốn săn giết là cấp 6 a. Mã Văn Địch nhẹ giọng nói, trong mắt lóe ra một tia kích động. Cấp 6. Đoàn Việt sợ hết hồn,
kinh hãi nói. Các người đây là muốn chết, là động vật biển gì, lại có người nào tham gia? Động vật biển cấp 6 tương đương với nhân loại vũ tông cường giả, bởi vì ở trên đại hải, ít nhất phải vũ hoàng cấp mới có thể là đối thủ của nó. Đoàn Việt là độc hành hiệp, tại Thanh Hải trấn vẫn độc lai độc vãng, cũng yêu thích tham gia loại đi săn cỡ lớn này, tiền lời so với mình hành động đơn độc muốn cao hơn rất nhiều. Vừa nghe đến cấp 6, nhất thời nổi lên hứng thú thật lớn. Kha kha. Trên mặt Mã Văn Địch lộ ra nụ cười đắc ý, thấp giọng nói. Hàn Nha Cung Hàn Nha lão nhân, tứ phương trai Thạch Hoành Tân, Trảm Hổ Môn Diêm Tường Phi, còn có vợ chồng Tư Đồ Tinh cùng tiểu đệ, nếu lại cộng thêm tiền bối ngài, tổng cộng là 7 người. Há, các ngươi là muốn dùng trận pháp thất tinh diệu nhật đi. Nếu là mấy người này, cộng thêm trận pháp thất tinh diệu nhật, đúng là có thể thử một lần. Là động vật biển gì? Đoàn Việt lẩm bẩm. Sắc mặt Mã Văn Địch khẽ biến thành nghiêm nghị lên, từng chữ nói. Tử Văn Cửu Anh Giao. Chi, các ngươi điên rồi sao? Đoàn Việt đột nhiên biến sắc, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, sợ hãi nói. Ngươi là nơi nào phát hiện vật kia? Kia là tồn tại cấp 7A. Phía sau con ngươi của Lý Vân Tiêu đột nhiên áp xúc, trong mắt tinh mang lấp lóe, ngưng tiếng nói. Chẳng lẽ là ấu thể Tử Văn Cửu Anh Giao? Ồ, ngươi cũng biết. Mã Văn Địch hơi kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu một chút, khen. Không sai, chính là ấu thể. Bằng không cho chúng ta 10 lá gan cũng không dám có ý đồ với nó a. Hắn giật dây Đoàn Việt nói. Vật này là vạn năm khó gặp một lần, người ngẫm lại xem, chỉ có thực lực cấp 6, một thân bảo bối lại giá trị cấp 7, thậm chí còn trên cấp 7 bình thường. Chuyện tốt bực này ngươi đi đâu tìm, bỏ qua cơ duyên này, sẽ không có lần sau. Đoàn Việt hơi có chút thay đổi sắc mặt, dáng vẻ do dự bất định. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nói. Tử Văn Cửu Anh Giao nghe đồn có huyết mạch thượng cổ chân long, khi còn bé cấp 6, sau khi trưởng thành tự động tiến hóa thành cấp 7, nếu như có thể tồn tại 500 năm trở lên, có thể tiến thêm một bước tiến hóa đến cấp 8. Tử Văn Cửu Anh Giao ngàn năm, càng là có thể xung kích cấp 9. Sau cấp 9, sẽ trải qua thiên kiếp, vượt qua có thể từ giao hóa long. Khôi phục huyết thống thượng cổ chân long, bước vào thập phương thần cảnh. Mã Văn Địch nghe mà ngẩn ra, những đồ vật này hắn cũng không rõ ràng, chỉ biết Tử Văn Cửu Anh Giao bình thường đều là động vật biển cấp 7, hơn nữa rất khó gặp phải. Lúc này hắn mới bắt đầu quan sát Lý Vân Tiêu, kinh ngạc nói. Vị tiểu huynh đệ này có kiến thức như vậy, nói vậy ra thế cũng bất phàm a. Tuy rằng hắn hỏi là Lý Vân Tiêu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Đoàn Việt. Trong lòng suy đoán phỏng chừng là đồ đệ của Đoàn Việt a. Đoàn Việt tức giận nói. Trời mới biết ra thế của hắn, người hỏi chính hắn đi. Mã Văn Địch sững sờ, kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu vài lần, lúc này không tiếp tục để ý. Mà là nhiệt tình đối với Đoàn Việt nói. Tiền bối, chuyện làm ăn lần này có thể làm hay không? Đoàn Việt cũng động tâm không ngừng, loại tồn tại Tử Văn Cửu Anh Giao này nếu bỏ qua một lần, sợ là cả đời cũng chưa chắc còn có thể ngộ. Huống chi là tuổi thơ Tử Văn Cửu Anh Giao cấp 6. Hắn quay đầu lại nhìn Lý Vân Tiêu một chút, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến. Chi tiết này bị Mã Văn Địch đặt ở trong mắt, nhất thời trong lòng cực kỳ khiếp sợ, trong tròng mắt tràn đầy vẻ ngờ vực. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng cười nói. Huyết dịch của Tử Văn Cửu Anh Giao là vật kịch độc, chính là thứ ta cần. Chỉ là không biết sau khi thành công phân chia như thế nào. Mã Văn Địch liếc mắt nhìn Đoàn Việt. Phát hiện hắn cũng đang nghi vấn, lúc này mới dằn nội tâm nghi hoặc nói. Chia làm 8 phần, ta nắm 2 phần, các ngươi một người một phần, ngoài ra ta lại bồi thường chư vị mỗi người 50.000 khối thượng phẩm nguyên thạch, không biết tiền bối ý như thế nào. Loại phân phối này là phương thức phân phối khá thông dụng, thông thường người biết tin tức tình báo có thể đạt được nhiều một phần, đồng thời bồi thường một ít nguyên thạch cho người tham dự. Hơn nữa phân phối cũng do người biết tình báo tiến hành, nhưng phải lấy sau cùng. Như vậy mới có thể bảo đảm phân phối công bằng. Còn thứ tự trước sau, kia liền nhìn tu vi cao thấp, ai tu vi cao hơn liền có quyền chọn trước. Nhưng chỉ cần bảo đảm đủ phần, như vậy liền sẽ không có người dị nghị. Lý Vân Tiêu hết sức quan tâm hỏi. Không biết thực lực Đoàn lão ở trong những người này bài danh thứ mấy? Đoàn Việt hừ lạnh một tiếng, dương dương đắc ý nói. Ngoại trừ Hàn Nha lão nhân theo ta gần như ra, những người còn lại kia, hừ hừ. Lão Phu còn chưa để ở trong mắt. Lý Vân Tiêu vui vẻ nói. Như thế có thể tham dự.
ngược lại chuyện của chúng ta cũng phải nhìn vận may, không vội nhất thời. Thời gian thải hồng sương mù xuất hiện là không có quy luật, số may vừa đi liền có thể gặp, vận may không tốt, chờ mấy năm, mấy chục năm cũng không gặp. Ha ha, được, lão phu liền đi một chuyến, nhìn tử văn cửu anh giao trong truyền thuyết kia, đến cùng là vật gì. Đoàn Việt cũng vô cùng vui sướng, hắn vốn là liệp yêu giả thâm niên, loại động vật biển khó gặp này, lại ở trong phạm vi năng lực bắt giết, đối với hắn mà nói có sức hấp dẫn cực mạnh. Trên mặt Mã Văn Địch hiện ra vẻ giật mình, lần thứ hai quan sát Lý Vân Tiêu. Đoàn Việt là vũ tông cường giả nổi danh, bao nhiêu thế lực muốn thu phục hắn mà không được, dĩ nhiên sẽ nghe lời một thiếu niên. Nếu không phải đồ đệ của hắn, chẳng lẽ là con tư sinh? Còn nhỏ tuổi liền có tu vi nhất tinh đại vũ sư, xem ra là con riêng độ khả thi rất lớn. Trong lòng Mã Văn Địch âm thầm có phán đoán, đồng thời cũng đại hỉ không thôi, Đoàn Việt từ trước đến giờ độc lai độc vãng. Làm việc dựa vào mình yêu thích, tùy tính mà làm, không có lợi ích lớn bình thường rất khó mời được. Nhưng hiện tại đã có con riêng, sau này có việc từ trên người này đột phá liền đơn giản hơn nhiều. Người trẻ tuổi mà, tóm lại là ra đời không sâu, dễ dàng khống chế. Như vậy rất tốt, việc này không nên chậm trễ, xin tiền bối rời bước. Mấy người còn lại đã sớm chờ đợi lâu, ta vốn định không tìm được tiền bối, sẽ tìm vũ tông khác thay thế. Lần này có thể nói xảo ngộ a. Mã Văn Địch dùng tay làm dấu mời, vẻ mặt mừng rỡ. Đoàn Việt lộ ra nụ cười thỏa mãn, tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác ở trước mặt Lý Vân Tiêu làm náo động này, có thể là bị ngột ngạt quá lâu a. Ba người nhanh chóng hướng về nơi nào đó trong trấn chạy đi, chỉ thấy một chiếc hổ vương chiến xa tinh xảo hoa lệ lơ lửng giữa không trung, mặt trên còn khắc một thanh phi kiếm khổng lồ, chính là tiêu chí của phi kiếm môn. Ba người nhẹ nhàng bay lên trời, liền hóa thành ba vệt sáng, trực tiếp bay vào trong hổ vương chiến xa. Mã Văn Địch dùng âm thanh vang dội hô. Có thể ra biển. Chiến xa to lớn ở sau tiếng la của Mã Văn Địch, bắt đầu chậm rãi di động lên, hướng về hải vực chạy đi. Toàn bộ biển rộng mênh mông vô bờ, nhưng cũng linh tinh điểm điểm phân bố không ít huyền phù chiến xa, đều là ra biển săn thú. Mời hai vị vào, mọi người đều ở trong phòng chờ. Mã Văn Địch cười nói, dẫn hai người đi vào trong khoang hổ vương chiến xa, nhất thời mấy ánh mắt bén nhọn bắn thẳng đến. Trong khoang vô cùng rộng lớn, hơn nữa cực kỳ xa hoa. Trên sàn nhà không biết là da của loại động vật biển nào, là một tấm hoàn chỉnh, đạp lên mềm mại cực kỳ thoải mái. Ở trung ương khoang bày một cái bàn tròn lớn, mặt trên bày đặt đồ ăn tinh xảo, hơn nữa còn có không ít linh quả, tỏa ra linh khí nhàn nhạt. Trên bàn tròn xúm lại một vòng người. Hết thảy ánh mắt đều rơi vào trên thân ba người. Đoàn lão quái, còn tưởng rằng ngươi bị động vật biển nuốt rồi chứ. Trên bàn tròn có một lão giả kiểu tóc quái dị, trong tay cầm tẩu thuốc rít một hơi, mặt không hề cảm xúc nói. Ha ha! Đoàn Việt Hồng Thanh cười to lên. Hàn Nha lão quái, là ai lần trước săn thú bị thủy quái nuốt vào trong bụng? Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi đã bị tiêu hóa đi ra, ha ha! Hắn lấm lấm liệt liệt đi tới, trực tiếp rút ra hai cái ghế, mình ngồi một cái, đồng thời ra hiệu Lý Vân Tiêu ngồi xuống. Động tác này của hắn nhất thời gây nên chú ý của mọi người, dồn dập lộ ra ánh mắt kinh ngạc, đánh giá Lý Vân Tiêu một phen. Thấy hắn chỉ là nhất tinh đại vũ sư 15 tuổi, tuy rằng giật mình thiên phú tuyệt vời, nhưng cũng không quá mức chú ý, dồn dập suy đoán là đồ đệ của hắn. Đoàn lão quái, người muốn chết. Trong mắt Hàn Nha lão nhân tuôn ra hàn ý, tay nắm chặt tẩu thuốc, từng vòng nguyên khí theo khói xanh lan ra. Lần đó bị động vật biển cấp 6 bách thêu thiết hoa nuốt xuống, hầu như thành trò cười của tất cả mọi người. Chỉ có điều kiêng kỵ thực lực của hắn, không dám chính diện cười nói mà thôi. Chuyện này cũng là một cây gai trong nội tâm hắn. Đoàn Việt cũng không sợ hắn, tự nhiên không có kiêng kỵ này, cười lạnh nói. Ngươi và ta trong lúc đó nội tình lẫn nhau rõ rõ ràng ràng. Ngươi không đánh được ta, ta cũng đánh không được ngươi, mọi người kẻ tám lạng người nửa cân, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta cố làm ra vẻ. Hàn Nha lão nhân sững sờ, biết mình bị mất mặt, nhất thời không lên tiếng, phiền muộn rít thuốc lá, từng vòng mây khói tung bay ra. Chóp mũi của Lý Vân Tiêu khẽ nhúc nhích, khóe miệng khẽ mỉm cười. Biết lão giả này hút không phải là thuốc lá phổ thông, mà là một loại linh thảo vô cùng quý giá, đối với thân thể cùng tu vi có bổ ích rất lớn. Ta giới thiệu cho ngươi một hồi, những người này đều là nhân vật có máu mặt tại Thanh Hải Trấn,
tất cả đều là lục hợp cảnh vũ tông cấp cường giả. Đoàn Việt bắt đầu từng cái giới thiệu cho Lý Vân Tiêu, Mã Văn Địch biết quan hệ của bọn họ, mỉm cười không nói, tự mình chuyển cái ghế ngồi ở một bên. Lão giả hút thuốc lá chính là Hàn Nha lão nhân, thích nhất người khác gọi hắn là Hàn Nha thượng nhân, nhưng mọi người ở sau lưng đều trực tiếp gọi hắn là Hàn Nha lão quái. Còn có một vị trung niên nam tử dáng dấp nho sinh, trên đầu đội khăn nho, chính là Tứ Phương Trai Thạch Hoành Tài. Tứ Phương Trai là môn phái chủ tu nho gia hạo nhiên chính khí, vì vậy mỗi người đều là nho sinh văn nhã. Còn có một thanh niên cả người lóe ra hào quang màu đỏ thắm, là Trảm Hổ môn Diêm Phi Dược, màu sắc da thịt trên người, cũng cùng công pháp của bọn họ tu luyện đồng một nhịp thở. Còn có một đôi vợ chồng nhìn qua chừng 20 tuổi, nam mặc cẩm bào màu trắng, dáng dấp thanh tân tuấn giật, nữ một thân lụa mỏng hải đường kim ti, có vẻ yêu kiều khả ái, mùi thơm quyến rũ. Chính là Tư Đồ Tinh cùng phu nhân của hắn Đường Xảo Xảo. Hai người đều là vũ tông cường giả thành danh đã lâu, tại Thanh Hải trấn được hưởng nổi danh, hơn nữa đừng nhìn dáng dấp hai người chỉ khoảng 20, trên thực tế đều là lão quái vật 80, 90 tuổi. Tuổi thọ vũ tông cường giả vượt xa người bình thường, sống đến năm 300 tuổi là cực kỳ bình thường. 80, 90 tuổi ở trong vũ tông, xem như là tuổi trẻ. Xin chào chư vị, đại danh của chư vị đều như sấm bên tai. Lý Vân Tiêu khách khí cùng mọi người bắt chuyện, ngoại trừ Hàn Nha lão nhân lạnh rên một tiếng, người còn lại đều dồn dập đáp lại. Dù sao cũng là đồ đệ của Đoàn lão quái, bọn họ cũng không dám không nể mặt. Đoàn Việt nhìn hắn một bộ nghiêm chỉnh nói bậy, nội tâm âm thầm cười. Hắn dám khẳng định tên những người này, Lý Vân Tiêu một cái cũng chưa từng nghe tới. Hắn nhất thời sinh tính trẻ con, trêu tức cố ý làm khó dễ nói. Ồ, ngươi cũng nghe qua đại danh bọn họ như sấm bên tai. Vậy không biết vị Tứ Phương Trai Thạch Hoành Tài này có những sự tích gì? Hắn vừa hỏi, nhất thời tất cả mọi người cũng đều hiếu kỳ nhìn Lý Vân Tiêu. Trong lòng Lý Vân Tiêu sững sờ, không nghĩ tới Đoàn Việt dĩ nhiên làm khó dễ hắn như vậy, nội tâm cuồng mắng không ngớt, đem nữ tính 18 đời nhà hắn thăm hỏi một lần, lúc này mới khẽ mỉm cười nói. Nghe đồn Thạch đại nhân không chỉ ôn văn nhĩ nhã, học thức uyên bác, hơn nữa một thân hạo nhiên chính khí quyết càng là đã tu luyện tới tầng 7, mà phụ tá võ kỹ hệ kim ở Nam Hải hải vực này, hiếm có địch thủ. Hắn lời này nói cực kỳ thông dụng, dùng ở trên người bất luận người nào đều được. Còn hạo nhiên chính khí quyết tầng 7 cùng võ kỹ hệ, kim, cũng là từ nguyên khí gợn sóng trên người hắn, cùng với da trên hai tay mơ hồ hiện lên một tầng kim quang liền suy đoán ra. Đoàn Việt nhất thời ngẩn ngơ, Thạch Hoành Tài tu luyện xác thực là võ kỹ hệ, kim, lại từ vẻ giật mình của hắn nhìn ra, hạo nhiên chính khí quyết tầng thứ 7 cũng không sai. Ngoá, tiểu làm này sao có khả năng biết đến? Lẽ nào trước đây hắn thật sự nghe qua tên gọi của mấy người này? Không đúng. Làm sao có khả năng, coi như là ta, cũng không biết hạo nhiên chính khí quyết của Thạch Hoành Tài tu luyện đến trình độ nào. Dù sao công pháp nho gia vô cùng ít ỏi, hiếm người tu luyện. Hắn làm sao cũng sẽ không biết Lý Vân Tiêu đã từng hấp thu lượng lớn hạo nhiên chính khí, đối với công pháp này có hiểu biết nhất định, ở dưới thần thức mạnh mẽ của hắn cảm ứng, lập tức điều tra ra tu vi của đối phương. Thạch Hoành Tài cũng dại ra một hồi, không thể tin nói. Không biết vị tiểu huynh đệ này là nghe người phương nào nói. Hạo nhiên chính khí quyết của ta là mới tháng trước đột phá đến tầng thứ 7, còn chưa cùng người giao thủ, chuyện này. Hắn làm sao cũng sẽ không rằng là Lý Vân Tiêu nhìn ra. Lý Vân Tiêu cười nói. Thanh Hải trấn này cường nhân xuất hiện lớp lớp, có thể là vị tiền bối cao nhân nào đó phát hiện, thuận miệng nói đi ra ngoài cũng không chừng. Thạch Hoành Tài vừa nghe liền nhíu mày, lời giải thích này mặc dù có chút gượng ép. Nhưng tựa hồ cũng chỉ có giải thích như vậy. Người tu luyện hạo nhiên chính khí quyết quá ít, có thể nhìn ra tu vi của hắn tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Có thể là vị đại nhân nào trong lúc vô tình phát hiện, sau đó thuận miệng nói ra. Những người ở đây mỗi một người đều trầm mặc lên, tuy rằng bọn họ thân là vũ tông cường giả, oai phong lẫm liệt, thế nhưng ở trước mặt một ít tồn tại càng cao hơn, vẫn là có lòng sợ hãi. Mình càng cường đại, mới có thể càng ngày càng phát hiện mình nhỏ bé. Võ đạo vô cùng vô tận cùng sâu không lường được. Trong đó buồn bực nhất chính là Đoàn Việt, vốn là muốn làm khó dễ Lý Vân Tiêu, không nghĩ tới điều này cũng có thể bị hắn hóa giải, nhất thời không còn gì để nói, lúc này mới nói. Không nói những chuyện này nữa, Mã Văn Địch, Tử Văn Cửu Anh Giao ở đâu? Mở hải đồ cho mọi người xem.
Lúc này Mã Văn Địch mới lấy ra một tấm hải đồ to lớn, ở trên bàn trải ra. Chỉ vào một địa phương đánh dấu màu đỏ trong đó nói. Chính là chỗ này, cách Thanh Hải trấn khoảng chừng 2,700 dặm. Trong lòng Đoàn Việt kinh hoàng, con người đột nhiên co rụt lại, chỗ này dĩ nhiên là một phương vị có thải hồng sương mù, hơn nữa hai nơi cách biệt khoảng 100 dặm. Hắn nhất thời thầm hô không xong, nếu bị những người này phát hiện thải hồng sương mù, vậy chỗ tốt nhất định sẽ bị chia cắt. Hắn ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nhìn Lý Vân Tiêu một chút, nhưng thấy đối phương một mặt bình tĩnh, không có bất kỳ biểu lộ gợn sóng gì, thật giống như cái gì cũng không biết. Con thỏ nhỏ chết bầm này, lòng dạ dĩ nhiên sâu như thế. Nội tâm hắn thầm mắng một câu, cũng làm bộ như không có chuyện gì, tận lực bình phục tâm tình của mình. Nhưng vừa nãy dáng dấp hắn khiếp sợ, đã bị người đặt ở trong mắt. Hàn Nha lão nhân lộ ra nghi hoặc lạnh lùng nói. Đoàn lão quái, nơi này có vấn đề. Đệt, lão quỷ này thực sự là lòng dạ nữ nhân, tâm tình của ta cũng bị hắn bắt được, mẹ. Có điều cũng chỉ oán mình, lòng dạ ngay cả một đứa bé cũng không sánh bằng. Mẹ, tiểu tử này thực sự là hài tử sao? Nội tâm Đoàn Việt cuồng mắng một trận, lúc này mới lộ ra vẻ mặt không rõ, cau mày nói. Hàn Nha lão quái, lời này sao giảng? Lão quỷ, ngươi cũng đừng có giả ngu. Hàn Nha lão nhân lạnh lùng theo dõi hắn, vẻ mặt cực kỳ bất mãn, châm chọc nói. Vừa nãy thời điểm Mã Văn Địch chỉ vào phương vị này, ta rõ ràng nhìn thấy ngươi biến sắc, sau đó lại khôi phục bình thường. Hiện tại mọi người đều là trên một chiếc thuyền, sinh tử cùng nhau, nếu có tình huống gì còn không chịu nói ra chia sẻ, hừ, ta xem lần hành động này là rất nguy hiểm. Hắn vừa nói. Nhất thời tất cả mọi người đều dùng ánh mắt căng thẳng cùng giật mình nhìn chằm chằm Đoàn Việt. Mọi người đều là liệp yêu giả lăn lộn trên biển, tự nhiên biết rất nhiều nơi ngoại trừ động vật biển ra, còn có không ít nguy hiểm bất ngờ rình rập. Coi như là Vũ Hoàng, Vũ Tôn, sợ cũng không dám dễ dàng đặt chân, nơi như thế đi tới quả thực chính là chịu chết. Vì lẽ đó mỗi nhiều một tin tình báo, liền nhiều một phần sinh cơ. Nếu Hàn Nha lão nhân nói như vậy, chí ít Đoàn Việt khẳng định là biết nơi này. Mã Văn Địch hơi nhướng mày, cũng hầu nghi nói. Đoàn tiền bối, người biết nơi này, có cái gì không đúng sao? Hàn Nha tiền bối nói không sai, mọi người cùng trên một chiếc thuyền. Nếu gặp nguy hiểm, mọi người phải đồng tâm hiệp lực. Trên trán Đoàn Việt mơ hồ chảy ra mồ hôi hột, điều này làm cho hắn trả lời như thế nào? Ở đây cái nào không phải là lão quái vật khôn khéo như hồ ly, thuận miệng nói dối làm sao có khả năng giấu giếm được những người này? Đoàn lão, nơi này chẳng lẽ chính là địa phương lần trước ngươi đạt được huyết ngư chi? Đột nhiên Lý Vân Tiêu một mặt khiếp sợ nói. Huyết ngư chi? Tất cả mọi người đều hơi thay đổi sắc mặt, Hàn Nha lão nhân càng là trong mắt tinh mang chán xạ, thất thanh nói. Huyết ngư chi? Chẳng lẽ chính là huyết ngư chi có thể trực tiếp dùng để tăng cao thực lực trong truyền thuyết? Huyết ngư chi là một loại thiên tài địa bảo cực kỳ đặc thù, hình dạng giống một con cá nhỏ cả người màu đỏ. Nhưng lại là linh thảo thiên địa sinh thành. Trực tiếp nuốt vào có thể hoàn toàn hấp thu sức mạnh trong đó, coi như là vũ tông cấp cường giả, dùng một cây huyết ngư chi trăm năm trở lên, cũng đủ để tăng một tinh thực lực. Phải biết đến trình độ vũ tông này, mỗi lên một tinh có bao nhiêu khó khăn. Đây đối với bất kỳ võ giả nào mà nói, đều là hấp dẫn cực lớn. Dùng huyết ngư chi, không có bất kỳ tác dụng phụ, hơn nữa có thể trực tiếp lên một tinh. Đối với bất kỳ vũ tông cường giả nào mà nói, đều là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy lúc Lý Vân Tiêu nói ra, mỗi người đều dị thường khiếp sợ. Cái mê hoặc này thậm chí còn lớn hơn Tử Văn Cửu Anh Giao. Trong lòng Đoàn Việt thở phào nhẹ nhõm, âm thầm vui mừng nói, vẫn là tiểu tử này cơ cảnh. Nhưng vừa nghĩ, mình dĩ nhiên so với tiểu tử này còn không bằng, thậm chí là kém xa, nhất thời vẻ mặt cụt hứng. Xem ở trong mắt mọi người. Nhất thời cho rằng hắn là ngầm thừa nhận. Đoàn Việt cũng thở dài một tiếng, trong mắt tựa hồ lướt qua rất nhiều hồi ức, trầm trọng nói. Vì huyết ngư chi này, lần trước chúng ta ra biển tổng cộng 7 người, cũng chỉ có một mình ta trở về. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.